Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, chuyện cân vớt. Chương 1011, hợp tác vui vẻ lần này chúng ta nhất định thành công. Có phát hiện gì sao? Bỉ Ngạn Ma Quân hỏi. Ta phát hiện, hiện tại thiên kiếp tựa hồ có hướng, vũ khí hình thái, chuyển biến dấu hiệu. Tống Thư Hàng nói, ta gần nhất tiếp xúc hai lệ thiên kiếp, ví dụ đầu tiên bên trong, thiên kiếp trực tiếp ngưng tụ thành ống pháo hình thái điên cuồng oanh kích. Thứ hai lệ bên trong, thiên kiếp cũng ngưng tụ thành dài nhỏ cùng cái ống, rất như là họng pháo. Còn có loại sự tình này, ngươi đợi ta một chút. Bỉ Ngạn Ma Quân dứt lời, quay người lấy điện thoại di động ra, ngay cả đánh mấy cái điện thoại. Những này điện thoại Ma Quân dùng ba loại tiếng địa phương đến giao lưu. Liên tiếp đánh bốn điện thoại phía sau, Bỉ Ngạn Ma Quân quay người lại, nói ta tuần tra một chút gần nhất hai tháng qua độ kiếp hai vị đạo hữu cùng bọn hắn môn hạ đệ tử tình huống. Như lời ngươi nói, thiên kiếp vũ khí hóa, sự tình cũng không có phát sinh. Bất quá, gần nhất thiên kiếp hoàn toàn chính xác biến có chút quỷ dị. Xem ra, kế hoạch muốn cải biến một chút, ta trước cầm trong tay cái này vũ khí sinh hóa dọn dẹp một chút, lập tức liền đuổi tới ngươi vậy đi, chậm nhất trưa mai liền đến. Đô Lan, ngươi cũng khoan hãy đi, liền lưu tại Giang Nam địa khu. Vũ khí hóa thiên kiếp, không có so đây càng mang cảm giác đồ vật a. Sư phụ, ta còn có việc. Đô Lan nói, trước đó, Phổ Nhàn chân quân, để cho ta chuyển mang tới sương mù hỏa tiễn, bị bắn ra đi. Ta còn phải một lần nữa đi lại mang một cái trở về. Sương mù hỏa tiễn, Phổ Nhàn lại phát minh nhất cả chứng đồ vật a. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, tốt a, người đi nhanh về nhanh. Cái kia Tống Tiểu Hữu, dùng để giao dịch đồ vật trước hết từ ngươi đảm bảo, chúng ta trời tối ngày mai gặp. Được, đêm mai gặp. Tống Thư Hàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn tổng cảm giác thiên kiếp của mình đã càng ngày càng gần, độ kiếp trận pháp vẫn là nhanh lên giải quyết thì tốt hơn. Càng nhanh càng tốt. Tại Tống Thư Hàng cùng Bỉ Ngạn Ma Quân kết thúc trò chuyện phía sau, Đô Lan thu hồi chiếc cổ kính kia, Tống đạo hữu, ngươi nói thiên kiếp biến thành ống pháo sự tình, là thật sao? Thiên chân vạn xác, Tống Thư Hàng đáp, mà lại, vừa rồi ta cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ tại trên đường chạy tới, gặp được một vị sắp độ kiếp đạo hữu. Thiên kiếp của hắn cũng biến thành cùng loại dài nhỏ họng pháo bộ dáng, cùng phổ thông thiên kiếp hoàn toàn khác biệt. Xác thực như thế, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói bổ sung, sắp độ kiếp chính là Thường Viễn Tử, bất quá hắn kịp thời thu liếm tự thân khí tức, cũng từ bên người cao thủ đập nát thiên kiếp. Thiên kiếp biến thành ống pháo bộ dáng, trời ạ, vậy ta không phải muốn xong. Thiên Nhai Tử đạo trưởng cười khổ nói, hắn cho tới nay đều lợi dụng, truyền công, phương thức, trì hoãn tự thân thiên kiếp. Sau đó hắn chuẩn bị nhiều năm, đã tại chủ bị một bộ độ kiếp đồ bộ. Nếu như thiên kiếp hình thức cải biến, hắn chủ bị độ kiếp đồ bộ có thể hay không mất đi hiệu lực. Mà lại, ta hoài nghi thiên kiếp biến thành ống pháo bộ dáng, vẫn chỉ là cái bắt đầu. Tống Thư Hàng nói không chừng, tương lai thiên kiếp sẽ thay đổi càng thêm khoa trương, không chỉ là ống pháo, còn sẽ có càng nhiều loại hình vũ khí hiện đại hình thức sẽ xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tỷ như tạc đạn, đạn đạo, súng máy, thậm chí là đạn hạt nhân hình thức. Đô Lan nhãn tình sáng lên, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng nói, hắn lúc ấy mơ tới tự thân thiên kiếp, đơn giản đáng sợ. Tầng mây bên trong vô số súng ống, đối hắn một trận cuồng tảo. Đạn hạt nhân, có thể hay không khoa trương. Thiên Nhai Tử đạo trưởng cười khổ nói, bình thường lục phẩm chân quân cũng không dám chọi cứng đạn hạt nhân. Tống Thư Hàng nói, nếu như thiên kiếp một mực dạng này diễn biến đi xuống, đạn hạt nhân xuất hiện chỉ là sớm muộn vấn đề. Sau khi nói xong, hắn liền nghĩ đến một vị Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối. Hạch đạn tôn giả không đúng, bị Tam Lãng tiền bối mang sai lệch. Là Hiến Công cư sĩ tiền bối, hắn tại phục dụng Long Ma Dược Tề, phía sau thể chất tăng cường đến lý tưởng trình độ, hiện tại đang chuẩn bị độ 6 tấn 7 thiên kiếp. Hiến Công tiền bối thiên kiếp bên trong. Sẽ không xuất hiện đạn hạt nhân thiên kiếp, loại hình đồ chơi đi. Nếu quả như thật xuất hiện đạn hạt nhân thiên kiếp, Hiến Công tiền bối dược hoàn. Hắn đối đạn hạt nhân có bóng ma tâm lý. Cũng không biết có thể hay không liên hệ với Hiến Công tiền bối, muốn hay không nhắc nhở một chút hắn. Ta đến lúc đó tùy thời chú ý Tống đạo hữu, nhìn xem ngươi khi độ kiếp tình huống đi. Thiên Nhai Tử đạo thở dài một cái nói. Nhưng là, nói vừa xong phía sau hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đợi chút nữa, Tống Thư Hàng đạo hữu, ngươi lại phải độ kiếp rồi. Thiên Nhai Tử trừng to mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong kỳ nghỉ hè, tại vị kia Ngư Kiều Kiều tiểu hữu biệt thự vị trí, Tống
Tống Thư Hàng không phải vừa vượt qua một đợt thiên kiếp sao? Khi đó vẫn là hiếm thấy 11 đợt thiên kiếp. Hiện tại mới đi qua bao lâu, con hàng này lại phải độ kiếp rồi. À, cho nên ta cảm giác thiên kiếp của ta cùng thiên nhai tử đạo trưởng rất hữu duyên. Tống Thư Hàng nói, mỗi lần độ kiếp đều có thể gặp được ngươi. Thiên nhai tử đạo trưởng ngẩng đầu vọng thiên. Hữu duyên cái rắm. Lúc này, tại Thái Bình Dương một chỗ 5.000 mét biển sâu trong khe. Nơi này khắp nơi là thuyền đắm, các loại đáy biển thăm dò trang bị, thậm chí là máy bay hải cốt. Mảnh này đáy biển khu vực, là nhân loại bình thường không cách nào bước chân khu vực. Tiến vào phiến khu vực này bất luận cái gì, đều sẽ bị lực lượng thần bí phá hủy. Mà tại cái này trong rãnh sâu bộ, có một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn hiện lên cầu thang hình dáng kim tự tháp cấu tạo, dài cùng rộng đều là 1.000 mét. Bên cạnh có 12 cây trăm thước cao dài trụ đem tế đàn vây quanh. Lúc này, tại tế đàn chung quanh quỳ một mảng lớn nhím biển chiến sĩ. Những này nhím biển chiến sĩ, mỗi người trong tay đều bưng lấy thật dày nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc tế văn, bọn chúng quỳ trên mặt đất, đảo thật dày sách giáo khoa, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà tại nhím biển chiến sĩ bên người, đứng đấy một đầu nhìn như rất thô ráp mộc chế khôi lỗi. Có lẽ là bởi vì nó là khôi lỗi nguyên nhân, nhím biển chiến sĩ nhóm cũng không có đối với nó tiến hành công kích. Theo nhím biển chiến sĩ nhóm không ngừng niệm tụng âm thanh, trên tế đàn, có một đạo không gian kẽ nứt xé mở. Một đầu con mắt thật to, từ không gian kẽ nứt bên trong lộ ra. Đây cũng là nhím biển chiến sĩ nhất tộc, thần, hải vương. To lớn trong mắt liếc nhìn nhím biển chiến sĩ, tất cả nhím biển chiến sĩ cũng không khỏi run lẩy bẩy, khuất phục tại hải vương uy nghiêm. Tôn kính hải vương bệ hạ, chào ngài. Cái kia thô giáp mộc chế khôi lỗi tiến lên một bước, phát ra âm thanh. Lại là ngươi hải vương ngắm nhìn mộc chế khôi lỗi, tốt a, lần này lại có chuyện gì? Nếu như ta nhớ không lầm, giữa ngươi và ta khế ước, còn thừa lại 2 lần hợp tác. 2 lần về sau, thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đùi phải, ngươi muốn lấy đến cho ta. Yên tâm đi, hải vương bệ hạ, thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đối với ta mà nói cũng không chỗ hữu dụng, khế ước hoàn thành thời điểm, ta sẽ đem nó đưa ra giao cho bệ hạ. Thô giáp mộc chế khôi lỗi phát ra tiếng cười quái dị, lần này ta tới. Là muốn cùng bệ hạ ngươi hợp tác, đối phó một cái nhân loại tu sĩ. Nói đi, ta hội tận lực phối hợp ngươi. Hải vương trầm giọng nói. Ta muốn người đối phó, cũng là hải vương bệ hạ ngươi muốn người đối phó, cái kia đạo hiệu vì bá đao nam nhân. Hải vương bệ hạ ngươi muốn, bạch ngân bao cổ tay, bao tay, liền ở trên người hắn. Mà ta, cũng phải từ trên người hắn thu hồi một đầu khôi lỗi hạch tâm. Mộc chế khôi lỗi nói. Hải vương bị cướp đi, bạch ngân bao cổ tay, bao tay vị trí sự tình, lúc trước thông qua được, tu sĩ nhật báo, trực tiếp, bị tất cả tu sĩ sở chứng kiến. Về sau, cái kia bạch ngân bao tay, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Cái này thô mộc chế khôi lỗi, chính là lúc trước ở trong cấm địa lúc, ý đồ giành, thủy tổ khôi lỗi hạch tâm, tên kia. Ngươi tìm tới nhân loại kia rồi, hải vương trầm giọng nói. Đúng vậy, mà lại hay hơn chính là... Người này hiện tại đang đứng ở tam phẩm tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Thật sự là một cái cơ hội tốt, mộc chế khôi lỗi phát ra cười xấu xa. Sắp độ kiếp tu sĩ, không có so cái này càng dễ đối phó mục tiêu. Hải vương con mắt thật to chuyển động, cuối cùng khô khốc nói, người muốn cho ta làm sao hiệp trợ ngươi. Cái kia bá đao tu sĩ bên người, có một cái thất phẩm tôn giả làm bạn. Ta nghĩ mời hải vương ngài xuất thủ, giúp ta ngăn trở vị kia thất phẩm tôn giả. Đến lúc đó, ta lại phái đồng dạng sắp độ kiếp tử sĩ, lẻn vào đến bá đao tu sĩ bên người, tử sĩ cùng lúc dẫn hạ thiên kiếp, để cái kia Tống Thư Hàng chết không có chỗ chôn. Mộc chế khôi lỗi tự tin nói. Kế hoạch này, tỷ lệ thành công rất lớn. Thất phẩm tôn giả, ha ha, hải vương đột nhiên cười lạnh, người xác định đó là thất phẩm tôn giả, mà không phải cửu phẩm kiếp tiên. Hải vương lúc ấy, đã từng khóa chặt Tống Thư Hàng trong tay, bạch ngân bao tay. Xuyên thấu qua tế đàn không gian thủ đoạn, đối Tống Thư Hàng triển khai công kích. Nhưng là, nó vừa lộ diện một cái, liền bị một vị cửu phẩm kiếp tiên cách không một trường vỗ bay, bị thương không nhẹ. Mộc chế khôi lỗi một trận do dự. Cửu phẩm kiếp tiên. Nói thật, hắn ẩn ẩn cũng có cái suy đoán này trước mấy ngày tại cái kia, cấm địa, bên trong lúc, hắn thật vất vả mời tới Tinh Tinh tướng quân, có được bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Nhưng ở dẫn đi Tống Thư Hàng bên người, bạch tôn giả, phía sau lại quỳ. Cái kia bạch tôn giả, quả nhiên không phải thất phẩm tôn giả đơn giản như vậy.
là một cái cửu phẩm kiếp tiên đang giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, nếu như không có thể kiềm chế cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn, ta tạm thời là sẽ không xuất thủ. Hải Vương nói, trừ phi chờ thực lực của nó hoàn toàn khôi phục phía sau mới có nắm chắc cùng cửu phẩm kiếp tiên cương nhất cương. Mộc Chế Khôi Lỗi một trận trầm mặc. Kiềm chế cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn, nếu như hắn có thủ đoạn như vậy, sớm liền tới nhà cứng rắn làm Tống Thư Hàng, chỗ nào còn cần tốn nhiều tuần trương. Chẳng lẽ, cũng chỉ có buông tha Tống Thư Hàng độ thiên kiếp lớn thời cơ tốt, bằng từ đối phương thành công độ kiếp. Mộc Chế Khôi Lỗi trong lòng không cam lòng. Nghĩ nghĩ phía sau nó đột nhiên cắn răng nói, cái kia kế hoạch của chúng ta sửa đổi, ta chỉ cần Hải Vương bệ hạ ngươi phái người vì ta chế tạo một cơ hội. Đến lúc đó, tử sĩ của ta liền có thể xâm nhập đến bá đao tu sĩ thiên kiếp bên trong, để hắn tại thiên kiếp hạ hóa thành cho bụi. Đến lúc đó, ta có thủ đoạn có thể đem bá đao tu sĩ trên người, khôi lỗi hạch tâm, cùng, bạch ngân bao tay, cùng một chỗ mang tới. Ngươi cần muốn thế nào thời cơ? Hải Vương trầm giọng nói. Tại cái kia bá đao tu sĩ độ kiếp bắt đầu phía sau hấp dẫn âm thầm thủ hộ hắn cái vị kia nghi là cửu phẩm kiếp tiên, bạch tôn giả. Chỉ cần trong nháy mắt liền đủ. Mộc Chế Khôi Lỗi cắn răng nói. Hải Vương trầm mặc lại. Một lát sau, nó trầm giọng nói, hành động lần này tính nguy hiểm quá lớn, hành động sau khi hoàn thành, giữa chúng ta khế ước coi như hoàn thành. Ngươi đến lúc đó đem thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đùi phải lấy đến cho ta, như thế nào? Thành giao, Mộc Chế Khôi Lỗi đáp. Hợp tác vui vẻ, Hải Vương mỉm cười nói. Chúc chúng ta thành công, Mộc Chế Khôi Lỗi trầm giọng nói. Chương 1012, ngươi nhanh lên tìm cái bạn gái đừng đánh nhà ta sợ sợ chủ ý. Bóng đêm giáng lâm, Tống Thư Hàng viết xong một thiên nho ra kim cương thân chính khí thối thân thiên, thể chất lại có chút tăng lên một chút. Sau đó, hắn lại tu luyện một lần tinh thần minh tưởng, liền kết thúc buổi tối tu luyện. Sắp độ kiếp, tam thập tam thú thiên thiên nhất khí công tu luyện muốn khống chế một số, miễn cho không cẩn thận tu luyện qua đầu, ầm ầm liền độ kiếp rồi. Kết thúc tu luyện phía sau Tống Thư Hàng dựa vào nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là đã trải qua kịch liệt tiêu hao, nếu không đối giấc ngủ cần rất ít. Khai giảng ngày đầu tiên, cuối cùng kết thúc. Buổi trưa hôm nay, tại nộp tiền bảo lãnh bỉ ngạn ma quân đệ tử, Đô Lan, phía sau biệt tuyết tiên cơ lại dẫn Tống Thư Hàng tại Giang Nam địa khu dạo qua một vòng, từ đạo hữu nơi đó thu hồi một số đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Thu thập tốt nguyên liệu nấu ăn phía sau nàng mang theo Tống Thư Hàng cùng thi về Giang Nam Đại học thành. Về sau, tiên cơ tự mình xuất thủ, làm một bàn người bình thường cũng có thể ăn linh thực, chứa vào trong hộp cơm, giao cho Tống Thư Hàng mang về. Về phần chân cá sấu, cần ngày mai mới có thể tiến hành nấu nướng. Ngày mai, Bỉ Ngạn Ma Quân cũng muốn đi qua, hy vọng đến lúc đó có thể mau chóng nắm giữ độ kiếp trận pháp. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có bố trí tốt bản thân độ kiếp trận pháp phía sau hắn có thể an tâm một số. Trong lúc đang suy tư, hắn điện thoại di động truyền đến tin tức chấn động tiếng. Hắn mở ra điện thoại, là Tô Thị A Thập Lục gửi tới tin nhắn, đã ngủ chưa? Còn không có đâu, vừa kết thúc mình muốn tu luyện. Tại độ kiếp trước, ta cũng chỉ có thể đem tinh thần lực cường độ tận lực tăng lên một chút. Ngươi thì sao? Tống Thư Hàng trả lời. Vừa tu luyện một chuyến đao pháp. Sau này chuẩn bị ngồi xuống luyện công, hẳn là sẽ tu luyện tới buổi sáng ngày mai. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Nàng vừa tấn thăng tứ phẩm không lâu, hiện tại, ngoại trừ luyện tập ngự đao thuật bên ngoài, nàng phần lớn thời gian đều dùng tại vững chắc trên cảnh giới. Tống Thư Hàng hỏi, vậy ngươi buổi sáng ngày mai có khóa sao? Chúng ta là thứ ba, 42 tiết chương trình học. Không, ta xế chiều ngày mai mới có khóa. Trong trường học sinh hoạt, đối với ta rất có ích. Đặc biệt là tâm cảnh phương diện, hiệu quả rất tốt. Tô Thị A Thập Lục nói, một ngày này trong trường học sinh hoạt, đối nàng độ kiếp sau nhẹ nhàng tâm cảnh, ổn định cảnh giới rất có ích lợi. Ha ha, hữu ích chỗ liền tốt, đúng, Thập Lục, trời tối ngày mai, muốn hay không cùng đi với ta ăn cơm. Tống Thư Hàng đạo ngày mai lúc buổi tối, cái kia chân cá sấu, biệt tuyết tiên cơ không sai biệt lắm nấu nướng hoàn tất, chính dễ dàng mang Tô Thị A Thập Lục đi nếm thử hương vị. Sau một lúc lâu, Tô Thị A Thập Lục trả lời ân. Sau đó Tô Thị A Thập Lục lại nói, ngủ ngon. Ngủ ngon, Tống Thư Hàng trả lời. Kết thúc cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa nói chuyện phiếm phía sau Tống Thư Hàng lại đứng dậy bò lên trên lầu 5. Thi La Lị ở tại lầu 5, nàng tại thể nghiệm cuộc sống đại học,
tìm kiếm, Dược Long Môn, thời cơ thời gian bên trong, đều sẽ ở tại nơi này. Trong phòng khách, Thi La Lị hai mắt không chấp nhìn chằm chằm tivi, nàng xem đặc biệt đầu nhập, liền Tống Thư Hàng tiến đến cũng không phát hiện. Thi, 11 giờ, không sai biệt lắm buồn ngủ. Buổi sáng ngày mai còn có lớp, Tống Thư Hàng ôn hòa nói luôn cảm giác từ khi Thi tới phía sau hắn dần dần có hướng, trưởng bối, nhân vật diễn biến dấu hiệu, tâm lý tuổi không ngừng tăng mạnh. À, như thế gần 11 giờ rồi, Thi nháy nháy mắt, sau đó, nàng ngắm nhìn trên tivi còn tại phát ra phim bộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận xoắn suýt. Nàng tựa hồ còn muốn lại nhìn một hồi, nhưng nghĩ nghĩ phía sau nàng hàm răng nhỏ cắn chặt, một mặt kiên định tắt đi tivi. Tự chủ, nếu như ngay cả điểm ấy tự chủ cũng không có, về sau còn thế nào độ tâm ma kiếp? Thi tự nhủ. Sau đó, nàng tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân đem điều khiển từ xa phóng tới trên mặt bàn, nện bước kiên định bộ pháp về phòng ngủ của mình đi, Thư Hàng sư huynh, ngủ ngon. Ngủ ngon, Tống Thư Hàng phất phất tay. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại nhìn mắt Thi gian phòng cách vách, nơi nào là Tiểu Thải phòng ngủ. Tiểu Thải đã thật sớm nghỉ ngơi, nàng hôm nay đi theo Đông Phương Lục Tiên Tử đầy giang nam địa khu lao nhanh, rất là mỏi mệt. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Xem hết Thi cùng Tiểu Thải phía sau Tống Thư Hàng trở về phòng ngủ của mình. Hắn tiếp tục dựa vào ngồi ở trên giường, nhắm mắt bắt đầu ở trong đầu chỉnh lý bản thân gần nhất kinh lịch, thu hoạch. Nói đến, ở trong cấm địa lúc, hắn còn gặp được một đầu nghi là Tam Thập Tam Thú Thần Tông, truyền nhân Hồ Yêu. Nguyên bản còn chuẩn bị mang theo Hồ Yêu cùng vị kia, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, chính thức truyền nhân gặp mặt một lần, hiểu rõ bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư nhân quả. Bất quá đối phương bị Bạch Tiền Bối Tu bắt đi, cũng không biết được an trí đi nơi nào. Mà Bạch Tiền Bối Tu hôm nay cả ngày đều chưa từng xuất hiện. Thôi, chỉ có thể chờ đợi Bạch Tiền Bối Tu lại xuất hiện lúc, đề cập với hắn nhắc lên cái kia Hồ Yêu sự, hy vọng cái kia Hồ Yêu bình an vô sự. Bóng đêm dần dần sâu. Thời gian đã là 3 giờ sáng tả hữu. Hào không buồn ngủ Tống Thư Hàng, đang suy nghĩ muốn hay không đi lên lầu chót luyện một chuyến đao pháp cái gì. Đang lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Là cái mã số xa lạ. Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại là điện thoại quấy rầy. Tống Thư Hàng tùy ý mở ra điện thoại. Hắn chính nhàn rỗi nhàm chán, nếu thật là điện thoại quấy rầy, chính dễ dàng giải buồn. Meo trong điện thoại truyền đến một trận lanh lảnh tiếng mèo kêu. Tống Thư Hàng trầm mặc một lát, ai vậy, nói tiếng người, nếu không ta tắt điện thoại a. Gâu 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 lúc này, trong điện thoại tiếng mèo kêu lại đổi thành chó sủa. Đậu đậu. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Ha ha, Uông Thư Hàng ngươi không có đem bản Uông quên, rất cảm động. Thế nào, vừa rồi bản Uông học tiếng mèo kêu giống chứ? Đậu đậu thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Ngươi một đầu Pekinji học mèo kêu là nhàn rỗi nhất cả trứng. Tống Thư Hàng thở dài, nửa đêm canh ba, tìm ta có việc sao? Đậu đậu, ngươi nơi nào là nửa đêm? Gâu, ta chỗ này hiện tại vừa mới hừng đông, ta hiện tại nhàn rỗi nhàm chán. Cho nên gọi điện thoại tìm ngươi làm nhảm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cùng người khác đều không có cộng đồng chủ đề, cuối cùng liền nghĩ đến ngươi. Tống Thư Hàng. Nửa đêm, một con chó chó tìm ngươi nói chuyện phiếm, đề tài này nghe có chút bi thương. Tống Thư Hàng thở dài, tốt a, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Đậu đậu đều nhanh phải lập gia đình, có lẽ có trước hôn nhân tổng hợp chứng, cái gì, có thể lý giải. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, liền bồi nó làm nhảm đi. Trò chuyện cái gì đúng, nếu không tâm sự người bạn gái để đi, người lần trước tại Bích Thủy Các tìm cái bạn gái, về sau biến thành quỷ đúng không? Người bây giờ cùng bạn gái chung đụng thế nào? Bạn gái của mình đã cúp, biến thành một đầu quỷ cảm tưởng là cái gì? Cùng mặt pháp chi chiến bên trong nhân vật chính lăng dạ tâm lý cảm thụ giống nhau sao? Chúng ta hôm nay tâm sự đề tài này đi, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, trò chuyện mẹ nó. Trầm mặc, chi một tiếng a, chẳng lẽ nói. Ngươi không muốn trò chuyện cái đề tài này. Uông cái kia tâm sự cái khác, nghe nói ngươi khai giảng, tìm tới mới bạn gái sao. Sẽ không vẫn còn độc thân à? Đậu đậu lại nói. Khai giảng mới một ngày, ngươi cảm giác đây này. Tống Thư Hàng nói. Ngươi yếu phát nổ, chân nam nhân một giờ đều có thể cua được muội tử. Một ngày thời gian, đều đầy đủ chân nam nhân cùng muội tử chế tạo tiểu bảo bảo. Nếu không, ta cho ngươi một số đề nghị đi. Tại như thế nào giao bạn gái phương diện, ta rất có kinh nghiệm. Để cho ta ngẫm lại, đúng, nghe nói,
cái kia gọi thì tiểu cô nương Thụy đang cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chớ hoài nghi tình báo của ta rất chuẩn. Cái kia ngươi có muốn hay không cân nhắc thì la lị. Dung nhan rất đáng yêu, lại hiểu chuyện. 3 năm máu lừa, tử hình không lỗ, la lị khống mấy năm gần đây rất lưu hành. Đậu đậu lại nói. Tống Thư Hàng một trận trầm mặc. Lại trầm mặc rồi, chẳng lẽ thì la lị không hợp khẩu vị của ngươi? Ngươi cái này người thật đúng là bắt bẻ, cái kia Tô Thị A Thập Lục đâu? Ta nghe nói nàng cũng đi theo ngươi đến Giang Nam Đại học thành. Ngươi năm đó anh hùng cứu mỹ nhân, cho nàng lưu lại vĩ quang bờ hình tượng, mà lại nàng lớn lên đáng yêu như thế, ngươi cùng với nàng, ngươi máu lửa A. Ngươi thử tưởng tượng, A Thập Lục thể chất nhất định nàng già đi vô cùng chậm, mà ngươi tiếp qua mấy năm liền lại biến thành đại thúc. Đến lúc đó, ngươi cùng A Thập Lục cùng đi ra, nhìn như cha con, thực là tình lữ, thú vị biết bao. Đậu đậu lại nói, cha con ngươi một mặt, đại thúc cái mặt ngươi. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, đậu đậu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn như vậy giật xuống đi, ta tắt điện thoại kéo sổ đen rồi. Đậu đậu một trận trầm mặc. Một lát sau, gâu, Thư Hàng ngươi so trước kia không dễ chơi. Lần đầu gặp lúc ngươi, đáng yêu nhiều. Sẽ còn đùa ta chơi mẹ ngươi là đại hầu tử trò chơi. Đậu đậu nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, người cuối cùng sẽ trưởng thành, đậu hù dọa. Đừng nhiều lời nữa, ba câu nói bên trong đưa ngươi muốn nói sự nói rõ, nếu không ta liền tắt điện thoại kéo đen. Đậu đậu, uông tốt ha, kỳ thật ta muốn nói là, ta trong game online lão bà, sở sở cũng thi đậu Giang Nam Đại học thành. Hôm nay, nàng còn vào trò chơi hỏi ta cụ thể ở đâu cái lớp, về sau, ta dùng xong tuyến độn tránh rơi mất. Ta cảnh cáo ngươi a, Tống Thư Hàng, ngươi nhanh lên tìm cái bạn gái, đừng đánh lão bà của ta, sở sở chú ý. Là đậu đậu tại võng du bên trong cua được cái kia tiểu cô nương khả ái sao? Tống Thư Hàng, người vẫn là nhanh lên tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới, huyễn hóa thành người đi. Ngoá, người nói dễ dàng, ngũ phẩm cảnh giới là cái đại bình cảnh, ta kẹt tại bình cảnh này rất nhiều năm. Đậu đậu buồn bực nói, ta nếu là tấn thăng ngũ phẩm phía sau liền đem nhân hình trạng thái thiết lập thành cùng ngươi không sai biệt lắm bộ dáng, dạng này đến lúc đó ta, sở sở, lão bà liền sẽ không hoài nghi ta. Đến lúc đó, ta liền nói là ngươi song bào thai ca ca. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng đều không biết phải nói gì mới tốt. Chờ đậu đậu tấn thăng ngũ phẩm lúc, hắn nhất định phải làm tốt cách đối phó, tuyệt đối không thể để cho nó biến thành hình dạng của mình. Nếu không lấy đậu đậu tính cách, đỉnh lấy hình dạng của hắn khắp nơi tìm đường chết, cuối cùng sổ sách đều tính trên đầu mình, còn đến mức nào? Tống Thư Hàng, nói đến bình cảnh sự, ta liền muốn nói với ngươi một sự kiện. Đậu đậu. Ta sắp độ tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, lập tức liền phải đuổi tới cảnh giới của ngươi. Hồi tưởng lần đầu gặp lúc, tứ phẩm đại yêu đậu đậu, theo Tống Thư Hàng đơn giản sâu tạc thiên, uy phong không ai bì nổi, đuổi theo An Chi Ma Quân đầy trời không chạy loạn. Trong bất chi bất giác, hắn nhanh muốn đuổi kịp đậu đậu cảnh giới. Đây chính là sức mạnh của tháng 5A. Đậu đậu một trận trầm mặc, ta có một câu mụ mải phê không biết có nên nói hay không. Ha ha. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi phải lập gia đình, đậu đậu. Nhật Nâm, đậu đậu cắn răng nói. Đã ngươi muốn trò chuyện bạn lữ sự tình, vậy chúng ta liền đến tâm sự ngươi tân lang đi. Hoàng Sơn Chân Quân đã từng nhắc qua, hắn muốn tại tấn thăng thất phẩm trước đó, đưa ngươi gả đi. Mà Chân Quân khoảng cách độ kiếp đã không xa, nói cách khác đậu đậu hôn lễ của ngươi cũng không xa. Thân là tân nương ngươi, nhìn thấy tân lang sao? Tống Thư Hàng triển khai phản kích. Nhật Nâm, đậu đậu đột nhiên thở dài, không có đấy, Hoàng Sơn đại ngốc cho tới bây giờ không có cùng ta nói đến hôn lễ đối tượng là ai. Từ đầu tới đuôi, hắn liền đang yên lặng thay ta an bài hôn lễ tràng diện. Bên ngoài bây giờ hôn khánh tràng diện đều đã trải qua bố trí xong, tâm ta tốt hoảng. Lúc đầu, ta coi là đối tượng kết hôn lại là Diệt Phượng, nhưng là Diệt Phượng phủ nhận. Thật sự là sầu chết ta rồi. Có thể đơn giản để đậu đậu lâm vào phiền não to lớn, Hoàng Sơn Chân Quân không hổ là Cửu Châu nhất hào quần, chủ nhóm. A, à, Thư Hàng, ngươi nói, ta có thể hay không thật là một đầu mẫu cẩu. Đậu đậu đột nhiên trầm giọng nói, ta mấy ngày nay càng nghĩ càng không đúng kinh, luôn cảm giác đại não muốn nổ tung đồng dạng. Ta đã nói với ngươi A, trước mấy ngày thời điểm, ta đi tiểu tư thế cũng thay đổi. Lúc đầu ta đều là nhấc chân niệu, trước mấy ngày thời điểm vậy mà biến thành ngồi xổm niệu. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, dọa sợ, kém chút cho là mình thật sự biến thành mẫu. Cũng may cúi đầu xem xét,
ta Tiểu Đậu Đậu vẫn còn ở đó. Tống Thư Hàng, như thế vấn đề thâm ảo, người muốn ta trả lời thế nào ngươi? Thư Hàng, nếu như ta thật sự biến thành cẩu muội tử làm sao bây giờ? Đậu Đậu hỏi, ta cảm thấy, trừ phi là làm biến tính giải phẫu, nếu không ngươi nên biến không được cẩu muội tử. Tống Thư Hàng nói, ta cảm giác Hoàng Sơn Chân Quân nói, lấy chồng cũng là đưa ngươi gả cho một con chó muội tử loại hình mới đúng. Ngươi kiểu nói này, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Đậu Đậu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nếu quả như thật là đem ta gả cho chó muội tử, ta cũng không sợ. Ta có thể là có, hậu cung, mộng tưởng đích vương. Liền xem như gả cho cẩu muội tử, tương lai một ngày nào đó, ta vẫn là hội cưỡng ép đưa nàng biến thành ta hậu cung một viên. Gâu gâu, chờ ta tấn thăng ngũ phẩm phía sau ta liền sẽ đem ta trước kia nhìn chúng rất nhiều cái muội tử đều ở rể. Gâu 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 gâu. Tống Thư Hàng. Đúng rồi Thư Hàng, không bằng ngươi giúp ta thăm dò một chút Hoàng Sơn Đại Ngốc có được hay không? Liền giúp ta thăm dò một chút, đến lúc đó trong hôn lễ ta đối tượng có phải hay không cẩu muội tử. Đậu Đậu nói. Tốt ha, chờ ta gặp gỡ Hoàng Sơn Chân Quân lúc, liền thay ngươi thăm dò một chút. Tống Thư Hàng nói. Anh em tốt, Thư Hàng, nhận biết ngươi là bản uông trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất. Đậu Đậu nói, ân tình của ngươi, bản uông nhớ kỹ trong lòng. Chờ ngươi thăm dò ra kết quả phía sau bản uông nhất định sẽ cho ngươi cái lợi ích to lớn. Siêu cấp lớn chỗ tốt. Chỉ cần ngươi đừng giày vò ta, ta liền rất vui vẻ. Tống Thư Hàng thở dài. Kết thúc cùng Đậu Đậu trò chuyện phía sau Tống Thư Hàng để điện thoại xuống. Lúc này, dưới lầu truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nửa đêm canh ba, ai gõ cửa a? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng dưới lầu nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy sau lưng mọc lên cánh chim Bạch Hạc Chân Quân, đứng ở ngoài cửa, lúc này Bạch Hạc Chân Quân hai đầu lông mày, mơ hồ có mấy phần vẻ lo lắng. Chương 1013, yêu yêu linh nha nơi này có biến thái. Toàn nhà này bốn phía có dược sư bày ra kết giới, lại trải qua Bạch Tôn giả tăng cường, mạnh mẽ xông tới lời nói hội náo ra động tĩnh khổng lồ. Nửa đêm canh ba, Bạch Hạc Chân Quân đến nơi đây làm gì? Bạch Hạc tiền bối, có chuyện gì sao? Ngươi chờ chút, ta xuống lầu mở cửa. Tống Thư Hàng dùng, truyền âm nhập mật, phương thức kêu, đồng thời từ bản thân cửa sổ phòng ngủ chui ra, một nhảy ra, bình ổn rơi xuống đất. Mọi người đều biết, cao thủ có từ trong cửa sổ một nhảy ra rời đi mau bệnh. Tống Thư Hàng trước kia không hiểu rõ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, rốt cuộc minh bạch vì cao thủ gì có tật xấu này bởi vì từ cửa sổ nhảy ra, tương đối nhanh. Đặc biệt là 4-5 lâu độ cao, đi thang lầu muốn từng tầng bò. Cái gọi là hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, trực tiếp nhảy cửa sổ khoảng cách ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất. Bất quá, lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, nhảy trước cửa sổ muốn nhìn một chút tầng lầu. 4-5 lâu độ cao đối hắn hiện tại tới nói không là vấn đề, nhưng nếu là 4-50 tầng lầu, nếu là hắn tiêu sái nhảy xuống, không chết cũng muốn nửa cái mạng. Bạch Hạc Chân Quân nhìn thấy Tống Thư Hàng, khóe mắt không tự chủ được có chút nhảy một cái. Mặc dù hắn đã sớm biết Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn Giả đều ở tại dược sư cái này trong chàng lâu. Nhưng mỗi lần tới tìm Bạch Tôn Giả thời điểm, trước nhìn thấy Tống Thư Hàng, hắn trong lòng liền ngạnh ngạnh. Tống Thư Hàng mở ra đại môn, nhìn về phía Bạch Hạc Chân Quân. Lúc này Bạch Hạc là, lệch nam tính, hình thái. So với hắn cái kia, lệch nữ tính, hình thái kiều tiểu khả ái, lệch nam tính, hình thái liền không có như vậy khiến người ta thích. Hai ngày này đều không có nhìn thấy Bạch Hạc Chân Quân, Tống Thư Hàng vốn cho là hắn về đi, không nghĩ tới hắn còn tại Giang Nam địa khu. Bạch tiền bối tại sao? Bạch Hạc Chân Quân dò hỏi, lúc này, hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen, mi tâm còn có một đoàn thanh khí, thật lâu không tiêu tan. Là chúng độc sao? Bạch tiền bối bế quan đi, Bạch Hạc tiền bối, người có chuyện gì gấp sao? Tống Thư Hàng hỏi bởi vì Bạch Hạc Chân Quân là Bạch Tôn giả phen cuồng nguyên nhân, cho nên... Tống Thư Hàng không có cùng hắn nhắc lên Bạch Tôn giả tại bản thân, hạch tâm thế giới, bế quan sự, sợ đối phương hiểu sai. Bế quan, không thể nào, nhanh như vậy. Bạch Hạc Chân Quân cười khổ. Bạch Hạc tiền bối, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Tống Thư Hàng dò hỏi, mà lại đang đến gần Bạch Hạc Chân Quân thời điểm, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới tựa hồ sinh ra phản ứng. Bạch Hạc Chân Quân trên người có một đạo cửu u khí tức. Mặc dù bị hắn đè nén xuống, nhưng lấy hạch tâm thế giới đối cửu u lực lượng nhạy cảm, Tống Thư Hàng vẫn là sinh ra một tia cảm ứng. Bạch Hạc Chân Quân thở dài, ta tại lật thuyền trong mương, vốn cho là chỉ là một đầu phổ thông cửu u tà ma,
không nghĩ tới tên kia đột nhiên móc ra một đầu to lớn pháp khí, đem ta kích thương. Vào cửa phía sau Bạch Hạc Chân Quân cùng Tống Thư Hàng cùng lên lầu. Sau đó, hắn đem chính mình phát sinh sự tình cùng Tống Thư Hàng nói một lần, đầu tuần 6 thời điểm, ta có việc gấp trở về một chuyến, hôm qua mới đem sự tình xử lý xong, sau đó liền trước tiên gấp trở về, chuẩn bị đi học. Vạn dặm xa xôi gấp trở về đi học, Bạch Hạc Chân Quân ngài tuyệt đối là học sinh mẫu mực. Lão sư biết, sẽ cảm động đến khóc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch Hạc Chân Quân tiếp tục nói, sau đó, ước chừng 2 giờ trước, ta chạy trở về Giang Nam địa khu, đúng, ta cảm giác hôm nay vận khí rất không tệ. Tống Thư Hàng, vận khí không tệ cái quỷ A, người cũng lật thuyền trong mương, nhiễm lên cửu u tà năng, cái này cũng gọi vận may, hảo vận. Bạch Hạc Chân Quân không có chú ý Tống Thư Hàng biểu lộ, tiếp tục nói, vừa về tới Giang Nam địa khu lúc, ta liền thấy Bạch Tiền Bối trên không trung tản bộ. Nhà ta Bạch Tiền Bối tản bộ thời điểm cũng đặc biệt tuấn mỹ, cử thế vô song. Có thể tại trở lại Giang Nam địa khu trước tiên, liền thấy Bạch Tiền Bối, ta hôm nay quả nhiên quá may mắn. A, à, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bạch Hạc Chân Quân nói 2 giờ trước đó, tại Giang Nam địa khu trên không nhìn thấy, Bạch Tôn Giả đang tản bộ. Tản bộ cái quỷ A, Vọng Thiên, 2 giờ trước, Bạch Tôn Giả còn tại hắn hạch tâm thế giới tiếp tục bế quan có được hay không? Từ sáng hôm nay, không đúng đã qua rạng sáng. Phải nói là từ hôm qua buổi sáng lên, Bạch Tôn Giả liền đã tiến vào bế quan trạng thái. Cho nên, tản bộ cái quỷ A. Có thể khẳng định là, Bạch Hạc Chân Quân nhìn thấy tuyệt đối không phải Bạch Tôn Giả. Nhưng là, Bạch Hạc Chân Quân cái này Bạch Tôn Giả phen cuồng, bình thường mà nói, là không thể nào đem người khác ngộ nhận là Bạch Tôn Giả. Lại thêm hắn lục phẩm chân quân cảnh giới cùng nhãn lực, bình thường cũng sẽ không hoa mắt. Trừ phi hắn thấy được, Bạch Tiền Bối tu. Gần nhất, Bạch Tiền Bối tu tựa hồ thường thường tại Giang Nam địa khu phụ cận đi dạo. Tống Thư Hàng cảm giác mình đã đoán được chân tướng. Vọng Thiên, Bạch Tiền Bối tu đã có thời gian tại Giang Nam trên khu vực không tản bộ, vì mau không đến tìm xem hắn. Hắn còn muốn hỏi hỏi cái kia hồ yêu hiện tại thế nào. Tống Thư Hàng cân nhắc qua có nên hay không nói cho Bạch Hạc Chân Quân chân tướng sự thật. Bất quá nhìn thấy Bạch Hạc Chân Quân một mặt trúng độc, hắc khí, nhưng vẫn là một mặt vẻ hạnh phúc, Tống Thư Hàng liền không đành lòng nói cho nó biết cái này vô tình chân tướng, sợ đả kích đến hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Hạc Chân Quân trên người, cửu u tà năng, là chuyện gì xảy ra? Cùng Bạch Tiền Bối tu lại có quan hệ gì? Lúc đầu, ta nghĩ đi lên cùng Bạch Tiền Bối chào hỏi đến. Nhưng Bạch Tiền Bối tản bộ tốc độ quá nhanh, ta còn không có tới gần, hắn liền đã không biết tản bộ đi nơi nào. Bạch Hạc Chân Quân một mặt tiếc nuối nói. Tản bộ tốc độ quá nhanh còn gọi tản bộ sao? Theo không kịp Bạch Tiền Bối, khẳng định là tốc độ của ta quá chậm nguyên nhân. Quả nhiên ta tu hành còn thiếu rất nhiều, ta còn muốn biến mạnh hơn, lấy đuổi theo Bạch Tiền Bối bộ pháp. Ta lại ở 100 năm thời gian bên trong, tranh thủ trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới. Bạch Hạc Chân Quân tự tin nói. Không, ngài suy nghĩ nhiều. Nếu như ngài muốn đuổi kịp Bạch Tiền Bối tu bộ pháp, thất phẩm tôn giả cảnh giới còn thiếu rất nhiều. Mà lại, không được chạy đề A, nói một chút ngươi đến cùng là thế nào chúng độc không, là bên trong cửu u tà năng. Ta cảm thấy hứng thú chính là cái này A. Lúc đầu đuổi không kịp Bạch Tiền Bối, ta liền chuẩn bị đến thủ tại chỗ này cổng, chờ Bạch Tiền Bối tản bộ trở về. Không nghĩ tới, Bạch Tiền Bối đã sớm tản bộ xong. Còn trở về bế quan. Bạch Hạc Chân Quân thở dài, tiếp tục nói, không nói trước cái này, ta đang chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện một đầu gan to bằng trời cửu u tà ma, vậy mà tại theo dõi Bạch Tiền Bối. Cái kia cửu u tà ma cũng liền ngũ phẩm cảnh giới, thực lực rất phổ thông. Thế là, ngài đi lên đỡ nó. Tống Thư Hàng hỏi nói thế nào tốt đâu, lấy Bạch Tiền Bối thu, cửu u chúa tể, thân phận, bình thường tới nói. Không có con nào cửu u tà ma dám gan to bằng trời theo dõi Bạch Tiền Bối tu. Trừ phi là cùng, chuột hamster tà ma, đồng dạng, có, sủng vật, loại hình thân phận. Lại hoặc là cái kia, hóa lỏng quả cầu kim loại, lệ thuộc trực tiếp tà ma. Nhưng là, hóa lỏng quả cầu kim loại, có vẻ như còn không biết, Bạch Tiền Bối tu, lén qua đến hiện thế sự. Cho nên, cái trước khả năng so sánh lớn. Dù sao, bất kể là Bạch Tiền Bối tu sủng vật cũng tốt. Hóa lỏng quả cầu kim loại lệ thuộc trực tiếp thủ hạ cũng tốt, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy, dù sao cũng là cửu u đại lão lệ thuộc trực tiếp. Đương nhiên, dám theo dõi Bạch Tiền Bối, cái này cửu u tà ma là đang tìm cái chết. Ta không nói hai lời,
đi lên chính là đỗi. Bạch Hạc Chân Quân nói, lúc đầu lấy thực lực của ta, đối phó một cái tu vi phổ thông ngũ phẩm tà ma, một bộ liên kích xuống dưới liền có thể đưa hắn thượng Tây Thiên. Nhưng cái này nhìn như phổ thông ngũ phẩm tà ma ngược lại là có chút thủ đoạn, ta một bộ liên kích xuống dưới, vậy mà không có thể đem hắn đánh chết. Gia hỏa này cảnh giới không cao, nhưng nhục thân cường độ rất là bất phàm. Đoán chừng khả năng cùng trong đám tạo hóa ca vương đồng dạng, thuộc về thể tu nhất hệ, hoặc là trời sinh chính là nhục thân cường đại tà ma chủng tộc. Sau đó thì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Giảng lâu như vậy, cuối cùng giảng đến ý tưởng bên trên. Hắn liền muốn nghe xem Bạch Hạc Chân Quân là như thế nào lật thuyền trong mương. Sau đó, ta tự cùng hắn chiến đến cùng một chỗ. Cái kia tà ma cận chiến thực lực rất không tệ, mà lại trên người có đủ loại kỳ quái bảo vật tầng tầng lớp lớp, vậy mà cùng ta đại chiến 300 hiệp, còn bất phân cao thấp. Phải biết, ta không chỉ có trên cảnh giới cao hơn hắn một cảnh giới, mà lại ta bản thân thuộc tính cũng khắc chế cửu u tà ma. Bạch Hạc Chân Quân giảng đến nơi đây lúc, có chút buồn bực. Thế là, ta không còn dám xem thường hắn, ta chân chính nghiêm túc, đưa nó xem như cùng ta là một cấp bậc đối thủ. Coi ta chân chính nghiêm túc phía sau cái kia cửu u tà ma liền không còn là đối thủ của ta, lại qua mấy chiêu tốt ha, là mấy chục chiêu phía sau cái kia cửu u tà ma rơi xuống hạ phong, vài lần bị ta bước đến tuyệt cảnh. Nếu không phải trên người nó tầng tầng lớp lớp bảo vật, hắn đã sớm bị ta đánh chết ở cánh hạ. Mã chứng, ta cũng nghĩ không ra, một đầu cửu u tà ma trên thân ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật. Đơn giản hãy cùng cái bảo khố đồng dạng. Thật vất vả, ta mới đưa hắn triệt để đánh bại. Nhưng là, đang lúc ta chuẩn bị một hơi đưa nó triệt để tịnh hóa thời điểm, gia hỏa này đột nhiên móc ra một cái ống pháo hình dáng pháp khí, khoảng cách gần đối ta đánh một phát. Ta không có nghĩ tới tên này lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy, lật thuyền trong mương, bị oanh thành trọng thương. Bất quá, chính tên kia cũng chơi xong, hắn cái kia pháp khí, có thể là cái mạt hoàn thành phẩm, chỉ có thể dùng để cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đánh một phát phía sau ống pháo bản thể cũng nổ rớt. Tên kia bị tạc hài cốt không còn. May mà ta thực lực đủ cường đại, mới không có bị một pháo oanh chết. Bạch Hạc Chân Quân dương dương đắc ý nói. Nếu không phải hắn một mặt hắc khí, Tống Thư Hàng đều muốn coi là hắn là vô hại linh tổn hại máu kích địch. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối gian phòng ở đâu? Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn đi Bạch Tiền Bối trong phòng đi vận công chữa thương. Bạch Hạc Chân Quân một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, tại sao phải Bạch Tiền Bối gian phòng? Bởi vì có tại tràn đầy Bạch Tiền Bối khí thức trong phòng, ta mới có thể an tâm chữa thương. Tại y học bên trên, cái này gọi là tâm lý liệu pháp. Bạch Hạc Chân Quân đắc ý nói, đừng nghĩ dùng những căn phòng khác lừa gạt ta, có phải hay không Bạch Tiền Bối gian phòng, ta ngửi một chút liền biết. Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Tiền Bối, ngài là biến thái sao? Ân, Bạch Hạc Chân Quân bản thân liền là, có thể biến thái phát dục hình, sinh vật, tương lai hắn, tức có thể biến nam, cũng có thể biến nữ. Chương 1014, không đánh ngất xỉu ta ngươi liền thảm rồi. Bất quá cuối cùng, Tống Thư Hàng vẫn là toại nguyện đem Bạch Hạc Chân Quân dẫn tới Bạch Tôn giả gian phòng một trong. Không sai, là, một trong. Bạch Tiền Bối ở tại Dược Sư Đại lâu thời gian bên trong, thay cái mấy cái gian phòng. Tỷ như sớm nhất vào ở thời điểm, bởi vì tò mò hủy đi Dược Sư nhà tivi nguyên nhân, dẫn đến ban đêm không có tivi nhưng nhìn, Bạch Tiền Bối liền đã từng đổi qua tầng lầu cùng gian phòng. Có thể nói, cái này building hiện tại ngoại trừ Tống Thư Hàng ở cái kia ngoài phòng ngủ, nó gian phòng của nó, đều là Bạch Tôn giả địa bàn. Hắn muốn ở cái nào cái gian phòng liền ở cái nào cái gian phòng. Bạch Hạc Chân Quân bị Tống Thư Hàng đưa vào gian phòng này phía sau một mặt thỏa mãn. Ta vốn cho rằng ngươi tuyệt đối không chịu mang ta đến Bạch Tiền Bối gian phòng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không tệ lắm. Là người tốt, Bạch Hạc Chân Quân nói. Tống Thư Hàng, dạng này đều muốn cho hắn phát thẻ người tốt. Lý do này thẻ người tốt, hắn cự thu. Không được, có chút không chịu nổi, ta trước chữa thương, người tùy ý. Bạch Hạc Chân Quân nói. Dứt lời, thân hình của nó không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành, lệch nữ tính, hình thái, trong phòng tùy ý tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Bạch Hạc Chân Quân hai cái khác biệt hình thái, ngoại trừ tính cách sẽ có chút khác biệt bên ngoài, am hiểu cũng có một chút khác biệt. Nói tóm lại, lệch nam tính hình thái lúc, hình thể cùng thân thể mạnh đối với chiến đấu càng có lợi hơn. Mà lệch nữ tính hình thái lúc, đối quang, thuộc tính lực tương tác hơi cao một chút, càng nhanh nhẹn, chữa thương lời nói cái này hình thái hiệu quả hội mạnh một chút. Bạch Hạc Chân Quân thương,
so với chính nó nói còn nghiêm trọng hơn một số. Hắn tại vận chuyển chữa thương thời điểm, thậm chí ngay cả trận pháp đều không có bố trí, nuốt đan dược phía sau mã tiến nhập chữa thương hình thức. Một lát sau, theo Bạch Hạc chân quân có tiết tấu hô hấp, mắt trần có thể thấy hắc phụ theo nó giữa mũi miệng thở ra. Những này hắc phụ bên trong bổ sung lấy, cửu u tà năng, lực lượng, có được ăn mòn năng lực. Bất quá, khi này chút hắc phụ bị Bạch Hạc chân quân thở ra lúc, từ trong phòng có một đạo linh lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cùng những này hắc phụ hòa vào nhau, đưa chúng nó pha loãng, tịnh hóa. Cái kia bốn phương tám hướng linh lực bên trong, mơ hồ bổ sung lấy một sợi, Bạch Tôn giả, khí tức. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng hiểu được. Gian phòng này, Bạch Tôn giả từng tại nơi này tu luyện qua. Thất phẩm tôn giả tại tu luyện lúc, giữa thiên địa linh lực hội lấy tốc độ đáng sợ bị hấp dẫn, hấp thu. Mà Bạch Tôn giả tu luyện sau khi kết thúc, trong phòng, hội lưu lại một chút bổ sung lấy hắn khí tức linh lực. Những linh lực này, không để ý tới, qua chút thời gian liền sẽ dần dần tiêu tán. Mà Bạch Hạc chân quân lựa chọn tại phòng như vậy bên trong tiến hành chữa thương, chính là vì mượn nhờ những linh lực này, giảm bớt bản thân thở ra thể nội, cửu u tà năng, còn sót lại, đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, chỉ dựa vào Bạch Tôn giả tu luyện sau còn sót lại xuống linh lực, không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu Bạch Hạc chân quân sắp xếp ra bên trong thân thể cửu u tà năng. Thế là, Tống Thư Hàng chủ động lưu lại, vì Bạch Hạc chân quân hộ pháp. Bạch Hạc chân quân vận công bài xuất hắc phụ, càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Bạch Tôn giả tu luyện sau còn sót lại xuống linh lực đã không cách nào tịnh hóa những này cửu u tà năng. Một số hắc phụ trong phòng lượn vòng lấy, tại cảm ứng được Tống Thư Hàng khí thức phía sau những này hắc phụ hướng phía Tống Thư Hàng quấn quanh mà tới. Tựa như nước chảy chỗ chúng đồng dạng, cửu u tà năng hướng nhân loại tu sĩ trùng kích cũng là một loại hiện tượng tự nhiên. Hắc phụ vừa mới vọt tới Tống Thư Hàng trước người 2 mét vị trí, từ trên thân Tống Thư Hàng thì có tầng một kim mang chói mắt hiển hiện, đem chút hít này yếu cửu u tà năng triệt để tịnh hóa. Công đức kim quang thế nhưng là cửu u tà năng khắc tinh, huống chi Tống Thư Hàng trên người công đức kim quang đều đã đạt đến cụ hiện hóa trình độ. Loại này yếu ớt hắc phụ, liền công đức xà mỹ nhân, đều không cần cụ hiện hóa, chỉ dựa vào công đức kim quang phát ra lực lượng, cũng đủ để tịnh hóa. Bất quá Tống Thư Hàng cảm giác, trực tiếp dùng công đức kim quang, tịnh hóa cửu u tà năng, có chút lãng phí. Mặc dù yếu ớt, nhưng cái này dù sao cũng là cửu u tà năng, thịt muỗi cũng là thịt. Tống Thư Hàng thử nghiệm thôi động, hạch tâm thế giới, lực lượng, ý đồ hình chiếu ra hoa sen hư ảnh, đem những này cửu u tà có thể hấp thu chuyển hóa. Bất quá ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị hình chiếu ra hoa sen hư ảnh thời điểm, Bạch Hạc chân quân đột nhiên mở mắt. Dược hoàn, Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Thư Hàng, người một hồi nghĩ biện pháp đem ta đánh ngất xỉu, sau đó liên hệ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tiền bối, nhìn xem ai tại Giang Nam địa khu phụ cận, xin chỉ thị trợ giúp xem thường cái kia tự bạo pháp khí, xâm nhập trong cơ thể ta cửu u tà năng, rất là cổ quái. Lần này là thật sự tại trong khe cống ngầm lật thuyền lớn. Bạch Hạc chân quân cắn răng nói, đồng thời, hắn hai tay bấm một cái ấn ký. Trắng noãn cánh chim bên trên có khổng lồ trắng noãn linh lực hiện lên, hóa thành xiềng xích trạng thái, đem Bạch Hạc chân quân thân thể một mực trói buộc. Bạch Hạc chân quân cánh hãy cùng lạc đà bướu lạc đà đồng dạng, tồn trữ lấy một số khẩn cấp dùng linh lực. Nhưng lần này thuyền lật quá lợi hại, coi như vận dụng lên bộ phận này khẩn cấp linh lực cũng là hạt cát trong sa mạc. Trắng noãn xiềng xích linh lực tràn vào đến Bạch Hạc chân quân thể nội, đem hắn thân thể của mình một mực trói chặt, cố định tại nguyên chỗ. Vừa làm xong, Bạch Hạc chân quân hai mắt liền biến đỏ ngầu, trong con ngươi tràn ngập ngang ngược khí tức. Nghĩ biện pháp đánh ngất xỉu ta, Thư Hàng tiểu hữu, xem ngươi rồi. Bạch Hạc chân quân sau khi nói xong, lại bổ sung, nếu như không cách nào đánh ngất xỉu ta, ngươi liền thảm rồi. A, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Nếu như không cách nào đánh ngất xỉu ta, một khi ta cho mình trói buộc trói đạo chú thuật mất hiệu lực, phát cuồng ta ngay cả mình đều sợ. Ngẫm lại đi. Đến lúc đó một cái phát cuồng lục phẩm chân quân, ngươi dược hoàn. Bạch Hạc chân quân nói. Ngọa thảo. Vậy ngươi nhanh lên đem chính mình mê đi à? Tống Thư Hàng nói. Ta làm đến còn cần làm phiền ngươi sao? Bạch Hạc chân quân nói chuyện đều đã trải qua không lưu loát, trên mặt hắc khí càng ngày càng đậm. Vậy ta làm sao đưa ngươi mê đi? Đánh chỗ nào ngươi có thể ngất đi? Tống Thư Hàng gấp. Vọng Thiên, một cái lục phẩm chân quân nếu là khởi xướng cuồng đến. Đem lâu hủy đi cũng có thể.
Đây chính là ngươi muốn cân nhắc vấn đề đầu tiên, nói trước không cho phép đánh mặt. Bạch Hạc Chân Quân nói xong, con mắt đảo một vòng, ý thức triệt để sa vào đến cuồng bạo trạng thái. Ô ô ô ô, từ Bạch Hạc Chân Quân trong miệng phát ra đáng sợ nức nở âm thanh, phảng phất như là dã thú thấy được con mồi hoặc là địch nhân lúc khẽ kêu. Em gái ngươi, Tống Thư Hằng nói, hắn dùng sức một vỗ ngực, hoa sen hình chiếu. Hạch trong lòng hoa sen hình chiếu chiếu rọi đi ra, vô số sợi rễ trên không trung bay tới. Hạch tâm, có thể hay không trực tiếp chui vào đến Bạch Hạc Chân Quân thể nội, đem trong cơ thể nó cửu u tà năng, rút ra đi ra. Tống Thư Hằng hỏi, nghỉ hè lúc, hắn gặp gỡ cửu u tà năng ngưng tụ thành tà thú lúc, có thể sử dụng hoa sen sợi rễ trực tiếp hấp thu cửu u tà năng. Về sau, gặp được bị cửu u tà năng, ăn mòn người bình thường lúc, sợi rễ cũng có thể trực tiếp đâm vào đối phương thể nội. Đem đối phương thể nội cửu u tà năng trực tiếp quất ra. Bất quá, Bạch Hạc Chân Quân là lục phẩm đại yêu, cùng không có chút nào IQ tà năng hung thú khác biệt, cũng không phải cảm nhiễm cửu u tà năng người bình thường có thể so sánh. Tống Thư Hằng cũng không biết mình hoa sen sợi rễ đối Bạch Hạc Chân Quân có hữu hiệu hay không. Thu đến Tống Thư Hằng chỉ lệnh, phía sau hoa sen sợi rễ siêu một chút thoát ra, đâm về cuồng bạo hóa Bạch Hạc Chân Quân. Sợi rễ đã xuất động, liền biểu thị hắn có thể hấp thu Bạch Hạc Chân Quân thể nội tà năng. Mấy vạn đầu hoa sen sợi rễ cuốn về phía, lệch nữ tính, trạng thái kiều tiểu khả ái Bạch Hạc Chân Quân, mà lại Bạch Hạc đang đứng ở buộc chặt trạng thái, hình tượng này đơn giản cay con mắt. Đinh 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 đinh, sợi rễ đang thắt hướng Bạch Hạc Chân Quân thời điểm, lại bị tầng một xiềng xích hình dáng trắng noãn linh lực chặn. Là Bạch Hạc Chân Quân cho trên người mình cột lên, chói đạo chú thuật. Pháp thuật này không chỉ có đem Bạch Hạc Chân Quân trói thật chặt, lại còn chặn hoa sen sợi rễ. Muốn quất ra tà năng, liền phải trước phá mất chú thuật. Nhưng chú thuật phá hết, lục phẩm phát cuồng Bạch Hạc hội mấy giây giáo Tống Thư Hằng làm người. Tống Thư Hằng cảm giác được lá gan đau. Mà đúng lúc này, Bạch Hạc Chân Quân đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, vọt tới Tống Thư Hằng. Cái kia, trói đạo chú thuật, đem thân thể của nó một mực trói chặt, nhưng nó còn có thể nhảy lấy hành động. Bất quá bị giới hạn chú thuật buộc chặt, Bạch Hạc Chân Quân tốc độ biến rất chậm chạp. Tống Thư Hằng thở dài, thân hình một bên, tránh né Bạch Hạc Chân Quân va chạm. Xem ra, chỉ có thể cân nhắc đem Bạch Hạc Chân Quân cho đánh ngất xỉu. Nhưng là muốn làm sao đánh ngất xỉu hắn, coi như cuồng bạo hóa tăng thêm bị chú thuật trói buộc, nhưng nhục thân của nó vẫn là lục phẩm đại yêu thân thể, Tống Thư Hằng cái này nho nhỏ tam phẩm tu sĩ, đánh như thế nào choáng hắn. Nói trở lại, Bạch Hạc Chân Quân sau khi bị thương, còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới hắn nơi này, không phải là muốn lấy thừa dịp phát cuồng thời điểm đánh cho hắn một trận nữa. Lên trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần, cầu vấn các vị tiền bối đi. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần. Gấp, có hay không vị tiền bối nào còn chưa ngủ? Bạch Hạc Chân Quân tại chỗ ta ở nổi điên, đánh như thế nào choáng hắn? Tống Thư Hằng gửi đi tin tức. Tại hắn đánh chữ thời điểm, Bạch Hạc Chân Quân lại từ trên mặt đất nhảy lên, tiếp tục vọt tới Tống Thư Hằng. Lần này, Tống Thư Hằng trên người, công đức xà mỹ nhân, chủ động hóa hình. Nàng tế lên, đánh mặt dép lê, ánh mắt khóa chặt Bạch Hạc Chân Quân mặt, cái này là chuẩn bị đánh mặt. Biệt giới, có thể đừng đánh mặt sao? Tống Thư Hằng nói. Công đức xà mỹ nhân dừng một chút, giữa không trung, đánh mặt dép lê, vẽ cái vòng, đánh vào Bạch Hạc Chân Quân trên người, đưa nó đánh bay ra ngoài. Bạch Hạc Chân Quân rơi xuống đất lăn lăn, sau đó hắn lại nhảy. Liền xem như phát cuồng trạng thái, Bạch Hạc Chân Quân cũng là có bản năng. Hắn phát hiện mình cận thân công kích đánh không đến Tống Thư Hằng, thế là nó bản năng đổi sử dụng pháp thuật công kích. Nhưng là, hiện tại cái trạng thái này hắn, nhận, trói đạo chú thuật, trói buộc, có thể điều động linh lực cực kỳ yếu ớt, như thế yếu ớt linh lực, có thể sử dụng pháp thuật chỉ có một cái. Uống. Phát cuồng Bạch Hạc Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh vỗ, một cái tiểu pháp thuật thi triển đi ra. Pháp thuật này thi pháp tốc độ nhanh đến không biên giới, trong nháy mắt liền rơi vào Tống Thư Hằng trên thân. Tống Thư Hằng căn bản né tránh không được, dù sao đây chính là lục phẩm chân quân pháp thuật, nếu như một cái tam phẩm tu sĩ cũng có thể tránh né lời nói, Bạch Hạc Chân Quân vẫn là đụng đậu hũ chết mất được rồi. Càng quan trọng hơn là, pháp thuật này, công đức xà mỹ nhân vậy mà không có thay hắn ngăn cản. Pháp thuật rơi ở trên người hắn. Nhưng trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có sinh ra, Tống Thư Hằng ngược lại cảm giác toàn thân thoải mái, không hiểu thấu thoải mái. Chương 1015,
một đoạn nhỏ cùng một bước dài. Sảng khoái, đây là cái gì công kích pháp thuật, rơi vào trên người vậy mà lại toàn thân chua thoải mái. Chẳng lẽ là để cho người ta thoải mái đến chết pháp thuật? Uống 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 uống, lúc này, đối diện cuồng hóa Bạch Hạc chân quân liên tục quát khẽ, sau lưng nó trắng noãn cánh không ngừng vỗ, mỗi phiến một lần thì có một cái tiểu pháp thuật bị thi triển đi ra, rơi trên người Tống Thư Hàng. Những pháp thuật này rơi xuống phía sau công đức xà mỹ nhân cũng không đi ngăn cản, bằng từ những pháp thuật này rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Không ngoài dự tính, mỗi một lần pháp thuật rơi trên người Tống Thư Hàng lúc, Thư Hàng cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Tống Thư Hàng rốt cuộc minh bạch tới, Bạch Hạc chân quân vung tới được cũng không phải là công kích loại pháp thuật, mà là một loại chữa trị loại pháp thuật. Mà lại, là rất cao minh chữa trị pháp thuật. Bạch Hạc chân quân thế nhưng là tại giới tu luyện lẫn vào phong sinh thủy khởi chủ, nó thuộc tính là quang minh loại, nguyên bản phổ thông thông chỉ rũ thuật lại bị hắn chơi xuất thần nhập hóa. Một chuỗi chỉ rũ thuật xuống tới, Tống Thư Hàng thần thanh khí sảng, trong thân thể phảng phất tràn đầy lực lượng. Uống uống uống, đối diện cuồng hóa trạng thái Bạch Hạc chân quân không có thỏa hiệp, vẫn như cũ toàn lực phóng thích chữa trị loại pháp thuật, thì pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Tống Thư Hàng cả người đều bị chỉ rũ thuật quang mang bao phủ. Tống Thư Hàng, mặc dù đều là tốt chỉ rũ thuật, nhưng ăn quá nhiều có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tống Thư Hàng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, rất nhiều trên sách đều có cùng loại chỉ rũ thuật thiết lập. Không ít sách bên trong đều thiết lập chỉ rũ thuật loại hình pháp thuật, là tăng tốc nhân loại thay cũ đổi mới lấy đạt tới chữa trị hiệu quả. Mặc dù tiểu thuyết về tiểu thuyết, cùng chân chính tu chân là khác biệt. Nhưng vạn nhất tu chân giới chỉ rũ thuật thật là tăng tốc thay cũ đổi mới, cái kia ăn nhiều chỉ rũ thuật, khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề a. Thế là, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa tiến vào, Cửu Châu Nhất Hào Quần, giao diện, chuẩn bị hỏi một chút các tiền bối liên quan tới, chỉ rũ thuật, vấn đề. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong rất là náo nhiệt. Chủ yếu là Tống Thư Hàng trước đó phát đầu kia tin cầu cứu, đưa tới số vị tiền bối chú ý. Bắc Hà chân quân, Bạch Hạc nổi điên, làm sao phát cuồng, Thư Hàng tiểu hữu người chọc tới hắn. Bất quá, Bạch Hạc đã là lục phẩm cảnh giới, muốn làm choáng hắn không dễ dàng. Diệt Phượng công tử, Thư Hàng mới tam phẩm cảnh giới, làm sao có thể đánh ngất xỉu Bạch Hạc. Đông Phương Lục tiên tử, đợi chút nữa. Có điểm gì là lạ? Ta ngay tại Giang Nam địa khu phụ cận, Thư Hàng tiểu hữu nơi ở vị trí, tựa hồ có cửu u tà năng khí tức, Bạch Hạc tên kia không lại bởi vì cửu u tà năng nổi điên a. Ta đi xem một chút. Bắc Hà chân quân, đúng rồi, Bạch tiền bối đâu? Không phải một mực cùng với Tống Thư Hàng sao? Thất sinh phủ chủ, Bạch tôn giả bế quan, giống như muốn bế một tháng bộ dáng, hôm qua sớm liền bắt đầu bế quan. Vọng Thiên, Thư Hàng tiểu hữu dược hoàn. Ta cũng đuổi đi qua nhìn một chút, ta cũng tại Giang Nam Đại học thành phụ cận. Thông Huyền Đại sư, đồng hồ cầu. Khoảng cách Thư Hàng tiểu hữu phát ra tín hiệu cầu cứu đã có hơn 40 giây đi. Dược sư trả lời. Thông Huyền Đại sư, buông tay biểu lộ. Hơn 40 giây, nếu như Bạch Hạc thật sự nổi điên, Thư Hàng tiểu hữu đoán chừng đã bị đánh thành cặn bã. Bá đao Tống Nhất, còn sống không? Về cái lời nói, Lưu Huỳnh tiên tử nói. 45 giây Thư Hàng tiểu hữu sẽ không chết a. Phi, chớ có xấu mồm, bá đạo tiểu hữu thủ đoạn bảo mệnh vẫn có một ít, dù sao cũng là có thể cùng với Bạch tôn giả thời gian dài như vậy nam nhân. Hẳn là có thể chịu đựng, Đông Phương Lục tiên tử, thất sinh phù đạo hữu, các ngươi tốc độ nhanh một chút, chế có thể muốn cho Thư Hàng tiểu hữu nhặt xác. Ta tốc độ nhanh cũng vô dụng thôi, ta còn chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Nếu như Bạch Hạc chân quân đã nổi điên lời nói, ta nghĩ trợ giúp Thư Hàng tiểu hữu cũng bất lực. Thất sinh phủ chủ nói, mặt khác các ngươi yên tâm đi, Thư Hàng tiểu hữu không chết được. Chỉ cần không phải bị Bạch Hạc chân quân một chiêu thần hình câu diệt, hắn liền không có việc gì. Một phút đồng hồ, Thư Hàng tiểu hữu còn chưa hồi phục. Bắc Hà chân quân, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu không phải còn có một vị ngũ phẩm đặc thù linh quỷ thủ hộ lấy sao? Có nàng ở một bên thủ hộ lấy, Thư Hàng tiểu hữu chống nổi một phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Thất sinh phủ chủ, cái kia linh quỷ cô nương giống như hôm trước lúc thì có sự, rời đi trước. Bắc Hà chân quân. Chính lúc này, Tống Thư Hàng rốt cục thượng tuyến. Tống Thư Hàng, tạ tiền bối nhóm quan tâm, cái kia, ta hiện tại không có gì vấn đề lớn. Bạch Hạc chân quân phát cuồng trước, dùng một cái phược chú đem hắn bản thân cho trói lại. Hiện tại vấn đề mới là chỉ rũ thuật ăn nhiều, có thể bị nguy hiểm hay không? Rất gấp.
hiện tại phát cuồng Bạch Hạc chân quân đang không ngừng dùng chỉ dũ thuật công kích ta, 1 giây 10 phát tả hữu, 1 phút đồng hồ 600 phát chỉ dũ thuật, tần suất siêu cao. Ta hiện tại cả người đều bị chỉ dũ thuật quang mang che mất. Bắc Hà chân quân, Thất Sinh phù phủ chủ, Diệt Phượng công tử, Lệ Chi tiên tử, nói thế nào tốt đâu, thật có Bạch Hạc chân quân phong cách. Cũng rất phù hợp nàng phong cách vẽ không phải nha, nàng tại giới tu luyện một mực đóng vai lấy, thiên sứ, nhân vật nha. Dược sư nói, chỉ dũ thuật, đối thân thể cũng không có vấn đề. Đặc biệt là Bạch Hạc chân khuẩn chỉ dũ thuật, hiệu quả rất không tệ. Hắn là dùng linh lực đi ôn dưỡng thụ thuật giả thân thể, tiếp nhận chỉ dũ thuật thời điểm, thậm chí có thể lên tới trình độ nhất định thượng rèn luyện thân thể hiệu quả. Mặc dù cái này hiệu quả rất nhỏ, 1000 phát cũng so ra kém người tu luyện một chuyến, kim cương cơ sở quyền pháp. Bất quá yên tâm đi, coi như ăn 1000 phát chỉ dũ thuật, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như người thừa cơ tu luyện công pháp tôi luyện thân thể loại hình, hiệu quả hội rất không tệ. Tôi thể thuật cộng chỉ dũ thuật, một mực là cái rất tốt tổ hợp. Dược sư gần nhất đánh chữ tốc độ đột nhiên tăng mạnh nhưng cái này cũng không hề là dược sư tốc độ viết chữ tăng lên nguyên nhân. Từ khi xác định kết làm xong tu đạo lữ phía sau Giang Tử Yên liền cho hắn download một cái đem giọng nói chuyển đổi thành văn chữ đưa vào cú pháp, cái này còn chưa lên thị giọng nói đưa vào cú pháp phần mềm, là từ một vị vô danh tu sĩ khai phát, phân biệt suất rất cao, lỗi chính tả rất ít. Chính là có chút tu chân giới chuyên môn danh từ không tốt phân biệt, tỉ như chân quân, cùng, chân khuẩn, loại hình danh tự, trải qua thường xuất hiện sai lầm. Bất quá, có đôi khi nhìn thấy đột nhiên nhanh chóng nói chuyện trời đất dược sư, trong đám đạo hữu trong lúc nhất thời rất không quen. Thu đến, tạ ơn dược sư tiền bối. Dạng này ta an tâm, Tống Thư Hàng trả lời. Chỉ dũ thuật cộng công pháp tôi luyện thân thể, sẽ có ngoài định mức hiệu quả sao? Vậy không bằng thừa cơ thử một lần. Không đối, chờ sau đó. Còn có cái vấn đề lớn. Bạch Hạc chân quân trên người cái kia trói buộc loại chú thuật là có thời hạn, nếu như hắn mất hiệu lực, Bạch Hạc chân quân liền sẽ phát cuồng chân chính tiến hành công kích. Tống Thư Hàng vội vàng lại tại trong đám nói, Đông Phương Lục, Thất Sinh phù phủ chủ, hai vị tiền bối, các ngươi lúc nào có thể đuổi tới. Bạch Hạc chân quân trên người cái kia trói buộc loại chú thuật là có thời hạn, thời gian vừa đến liền sẽ biến mất. Cầu hai vị tiền bối mau tới đây cứu mạng. Cái gì, ngươi không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao? Cho nên ta vừa mới quay đầu lại hướng trong nhà mở. Tốc độ của ta nhanh bay lên, vừa rồi ta một quay đầu đã nhanh về nhà. Đông Phương Lục tiên tử nói. Thất Sinh phù phủ chủ, ta vừa rồi cũng quay đầu. Tống Thư Hàng. Ngươi chờ chút, ta lại về kích cỡ, tốc độ quá nhanh, có chút hãm không được xe. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, lệ rơi đầy mặt biểu lộ tạ ơn Đông Phương Lục tiên tử. Thất Sinh phù phủ chủ, trói buộc loại chú văn còn có thể tiếp tục bao lâu? Tống Thư Hàng, ta không biết, ta chỉ biết là thứ này gọi, phược đạo chú thuật, nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dù sao từ ta tại trong đám cầu cứu một khắc kia trở đi, Bạch Hạc chân quân trên người cái này chú thuật liền có hiệu lực. Cái đồ chơi này lại không mang theo tính toán công năng, Tống Thư Hàng cũng không biết cái đồ chơi này có thể tiếp tục thời gian bao lâu a. Là, phược đạo chú thuật, vậy liền không có vấn đề. Thứ này tiếp tục thời gian rất lâu, xem ra Bạch Hạc chân quân tại đi người cái kia liền biết mình muốn phát điên, có chuẩn bị a. Thất Sinh phù phủ chủ nói, ngươi chờ chút, ta lập tức tới ngay. Ta cũng lập tức tới ngay, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng duy trì, nói chuyện phiếm cửa sổ, mở ra trạng thái, nghĩ nghĩ phía sau móc ra một tờ giấy trắng, lại lấy ra tam phẩm nho bảo, phong thiện bút, bắt đầu tu luyện nho ra kim cương thân, chép lại chính khí thối thân thiên. Lấy Tống Thư Hàng thực lực, tại chép lại chính khí thối thân thiên thời điểm, cơ hồ muốn hao hết toàn bộ khí lực, ban sơ vẫn là may mắn mà có cương thủ công pháp đại thành, mệt mỏi nằm xuống phía sau mới có thể kiên trì lấy đem chính khí thối thân thiên viết xong. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng mỗi viết một chữ, tiêu hao một bộ phận tinh khí thần, sau lưng mỗi giây 10 phát trở lên, chỉ dũ thuật xoát 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 liền đem hắn tiêu hao bù đắp lại. Mà nhục thân hiệu quả rèn luyện không giảm trái lại còn tăng. Đây quả thực là bật hack a, Tống Thư Hàng nói. Tại Bạch Hạc chân quân soát bình phong thức chỉ dũ thuật cường lực duy trì dưới, Tống Thư Hàng chép lại chính khí thối thân thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù mỗi viết xuống một chữ, cần tiêu hao khí lực sẽ gấp bội tăng cường, cảm giác suy yếu cũng sẽ gấp bội vọt tới. Nhưng là mỗi giây 10 phát chỉ dũ thuật, hoàn toàn có thể bổ sung Tống Thư Hàng tiêu hao.
Tại Thất Sinh Phù phủ chủ cùng Đông Phương Lục tiên tử chạy đến thời điểm, Tống Thư Hàng vừa vặn viết xong một thiên chính khí thối thân thiên. Sau một khắc, trên tờ giấy trắng viết chính khí thối thân thiên văn tự, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở tại thượng văn tự biến mất trước đó, có một đạo nho môn, chính khí, trả lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thể chất, trong lúc mơ hồ lại tăng lên một đoạn nhỏ, lúc này thân thể của hắn cường độ, đã từ, vừa tấn thăng tứ phẩm, cường độ, tăng lên tới, triệt để ổn định tứ phẩm cảnh giới, tu sĩ nhục thân. Nhưng là, Tống Thư Hàng sắc mặt lại biến cứng ngắc. Trả lại tới được nho ra, chính khí, lần này tại tăng lên hắn nhục thân cường độ thời điểm, còn ngoài định mức đưa điểm phúc lợi. Lần này tăng lên, không chỉ là thuần nhục thân cường độ, Tống Thư Hàng thể nội, hóa lỏng chân khí, lượng cũng tăng lên một đoạn nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Nho ra kim cương thân không phải công pháp tôi luyện thân thể sao? Vì mau liền chân khí của mình cũng tăng cường. Chẳng lẽ là bởi vì, chỉ dũ thuật, phối hợp, nho ra kim cương thân, cùng một chỗ tu luyện sau phúc lợi sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Mặc dù chân khí của hắn lượng chỉ đề thăng một đoạn nhỏ, nhưng khoảng cách thiên kiếp lại bước vào một bước dài. Chương 1016, nên ta xuất mã ngăn cơn sóng dữ. Khi Đông Phương Lục tiên tử đuổi tới dược sư mua cái này chàng cao ốc lúc, Tống Thư Hàng liền ngồi xổm ở cửa chính chờ lấy nàng tới. Thư Hàng sắc mặt rất cứng ngắc, nhìn tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Đông Phương Lục tiên tử có chút bận tâm hỏi, không phải là bị cuồng bạo Bạch Hạc chân quân đánh sao? Còn tốt, Tống Thư Hàng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Bạch Hạc chân quân đâu? Đông Phương Lục tiên tử lại hỏi, nàng vừa dứt lời, đột nhiên có một cái quang cầu chạm mặt tới, khét nàng một mặt. Sau một khắc, Đông Phương Lục tiên tử cảm giác toàn thân thư sướng, thần thanh khí sảng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Hạc chân quân liền ghé vào lầu một dưới cửa sổ, hắn nằm ở đó không ngừng phiến cánh, một cái chính là một phát chỉ dũ thuật thi triển đi ra. Đông Phương Lục tiên tử. Tại nàng trầm mặc im lặng trong nháy mắt, Bạch Hạc chân quân đã quăng 6 phát chỉ dũ thuật ở trên người nàng. Cùng một thời gian bên trong, Bạch Hạc chân quân còn quăng 6 phát chỉ dũ thuật trên người Tống Thư Hàng. Một giây 12 phát chỉ dũ thuật, mỗi người 6 phát, công bằng vô cùng. Hoàng ân cuồn cuộn, cùng hưởng ân huệ. Lại một giây phía sau Đông Phương Lục tiên tử cũng cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ, bị chỉ dũ thuật quang mang bao phủ. Tống Thư Hàng vì cho Đông Phương Lục tiên tử cùng Thất Sinh Phù phủ chủ mở cửa, sớm từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn nhảy xuống phía sau Bạch Hạc chân quân cũng bay nhảy lấy từ trong cửa sổ nhảy xuống. Sau đó, Bạch Hạc chân quân vẫn ghé vào lầu một dưới cửa sổ vị trí, không nhúc nhích. Đây chính là phát cuồng Bạch Hạc chân quân. Đông Phương Lục tiên tử hỏi, nói, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, vỗ cái video. Lại thuận tay đem cái video này phát đến trong đám. Tiêu đề, phát cuồng bên trong Bạch Hạc chân quân, một giây 12 cái pháp thuật công kích, đơn giản đáng sợ. Bạch Hạc chân quân bộ dáng bây giờ so ta trong tưởng tượng còn muốn manh. Nàng hiện tại là lệch nữ tính hình thái, kiêu tiểu khả ái, cuồng bạo soát chỉ dũ thuật, ngẫm lại đều tốt mang cảm giác. Nói thật, rất muốn đem hiện tại hắn mang về nhà nuôi. Đông Phương Lục tiên tử nói. Bắc Hà chân quân, nếu như ngươi muốn nuôi Bạch Hạc chân quân, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp trở thành Bạch Tôn giả. Ha 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 ha, độ khó quá cao, thôi được rồi. Lệ Chi tiên tử, 2333, không được, Bạch Hạc chân quân ghé vào dưới cửa sổ dáng vẻ, tựa như là một đầu bị trói lấy chân gà mái. Đợi chút nữa, ta cái này vừa vặn có một chương du lịch lúc, nhìn thấy bị trói lấy gà mái ảnh chụp. Dứt lời, Lệ Chi tiên tử phát một tấm hình, xảo chính là, cái kia bị trói lấy chân gà mái cũng là ở một cái phía dưới cửa sổ, bay nhảy cánh. Gà mái tư thế cùng lúc này Bạch Hạc chân quân tư thế rất nói hùa. Bắc Hà chân quân, đây quả thực thần đồng bộ. Minh Nguyệt bao lâu có, mặc dù cảm giác rất không chính cống, nhưng ta nhịn không được cười ra tiếng. Tuyết Lang động chủ, không tử tế bật cười cộng một. Lúc này, cuồng đao tam lãng nổi lên, cái kia, ta cũng không biết muốn làm sao nói các ngươi mới tốt nữa. Bạch Hạc chân quân chỉ là tạm thời phát cuồng, cũng không phải vĩnh viễn điên mất rồi. Chờ nó tỉnh táo lại lúc, nhất định sẽ đến trong đám nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Cho nên, nói tóm lại, mọi người vẫn là không muốn tìm chết tương đối tốt. Hảo có đạo lý, ta trước đem ảnh chụp rút về, Lệ Chi tiên tử nói. Đợi chút nữa, ta có phải là uống nhiều hay không, cho nên hoa mắt. Bắc Hà tán nhân kinh dị nói, tam lãng huynh, người đang khuyên người không muốn tìm chết.
điều đó không có khả năng. Điền Thiên đảo chủ, cái này nhất định là cái giả tam lãng. Lệ Chi tiên tử, Vọng Thiên, ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vừa rồi lại là tam lãng tại khuyên chúng ta không muốn tìm chết. Cái này nhất định là cái giả tam lãng. Điền Điềm phó đảo chủ, tài khoản là cuồng đao tam lãng không sai, nhưng dùng cái số này thượng tuyến người liền không nhất định. Ta hoài nghi thượng cái này tài khoản nhất định là cái, giả tam lãng. Cuồng đao tam lãng, giả các người một mặt, các người bọn gia hỏa này không cứu nổi. Nói chuyện đứng đắn, Bắc Hà chân quân, người biết làm sao đem Bạch Hạc chân quân làm ngất đi sao? Đông Phương Lục tiên tử nói, ta nhìn trên người nó cái kia trói buộc loại chú thuật, tựa hồ sắp sập dáng vẻ. Nếu như băng rơi mất, một cái cuồng bạo hóa Bạch Hạc chân quân, ta có thể ngăn không được. Ta coi như toàn lực dùng thiên ma cửu vũ, tối đa cũng chỉ có thể ổn định Bạch Hạc chân quân 10 cái hô hấp tả hữu, thậm chí ngắn hơn. Ngươi chờ chút, ta đang lật tư liệu. Bắc Hà chân quân đáp, thuận tiện Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối ngươi biết Bạch Hạc chủng tộc nhược điểm sao? Mặc dù mình cũng đã tấn thăng chân quân, nhưng xuất phát từ thói quen cùng tôn kính, Bắc Hà tán người vẫn là ưa thích xưng hô Hoàng Sơn chân quân vì tiền bối. Mà lại, Hoàng Sơn chân quân qua không được bao lâu liền muốn xung kích thất phẩm cảnh giới. Nói đến, không biết có phải hay không ảo giác, năm nay, Cửu Châu nhất hào quần, tựa hồ nghênh đón độ kiếp giờ cao điểm, có thật nhiều vị đạo hữu đều đang chuẩn bị độ kiếp hoặc là độ kiếp sắp đến. Thật chẳng lẽ chính là, thiên địa đại biến, sắp đến. Lần trước tựa hồ nghe vị tiền bối nào nhắc qua, đợt tiếp theo, linh lực triều tịch, sắp đến, hiện tại đây là điểm báo. Hoàng Sơn chân quân có vẻ như không online, trong đám còn có đạo hữu khác biết Bạch Hạc chân quân nhược điểm sao. Không cần chí mạng loại kia, có thể đánh choáng cái chủng loại kia. Lệ Chi tiên tử hỏi. Ta không rõ ràng. Không có nghiên cứu qua Bạch Hạc chân quân loại này thần thú. Ta chỉ biết là Bạch Hạc chân quân là Bạch Tôn giả phen cuồng, nhược điểm của nó có thể là Bạch Tôn giả. Nhưng là, cái nhược điểm này không cách nào làm cho hắn hôn mê. Kỳ thật đồng quái tiên sư có lẽ sẽ biết một số, Cửu Châu nhất hào quần bên trong chỗ có đạo hữu, cơ hồ đều bị đồng quái tiên sư bắt trước qua. Nhưng là đồng quái tiên sư hiện tại không tín hiệu, lên không được tuyến. Cuồng đao tam lãng nói. Nhanh lên cho cái chú ý a, nhiều nhất 30 giây nếu như 30 giây phía sau không có phương án, ta liền đi qua hướng về phía Bạch Hạc chân quân cái ót đến mấy trường, nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh ngất xỉu. Nếu như không được, Bạch Hạc chân quân muốn thật khởi sướng cuồng đến, sẽ rất phiền phức. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng có thể cảm ứng được cái kia, chú thuật, hiệu quả đang yếu bớt. Theo lý thuyết cái này trói buộc loại chú thuật có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Nhưng Bạch Hạc chân quân thể nội còn có cửu u tà năng, tại tà năng xâm lược dưới, trói buộc chú thuật tiếp tục thời gian thấp xuống một mảng lớn. Kỳ thật ta cảm giác Lục Lục ngươi đến một đoạn thiên ma cửu vũ thử một chút, có thể hay không đem Bạch Hạc chân quân thôi miên. Lệ Chi tiên tử nói, thiên ma cửu vũ cũng không phải vạn năng a, ta đoán chừng qua, coi như dùng hắn thôi miên Bạch Hạc chân quân, tối đa cũng liền 10 cái hô hấp tả hữu. Dù sao ta cùng hắn ở giữa kém một cái đại cảnh giới. Mà lại hiện tại hắn ở vào cuồng bạo trạng thái, nằm trong loại trạng thái này thiên ma cửu vũ hiệu quả nói không chính xác. Đông Phương Lục tiên tử đáp. Tên điên là khó khăn nhất dự đoán, nói không chừng thiên ma cửu vũ nhảy một cái, trực tiếp liền đã hôn mê, ngủ cái thiên hôn địa ám. Nhưng cũng khó nói một bộ thiên ma cửu vũ nhảy xong, đối phương nhưng bởi vì cuồng bạo tinh thần, không có gì cảm thấy cảm giác. Cho nên nói, cuồng bạo hình thức thứ này phiền toái nhất. Ta lập tức liền đuổi tới, chờ ta. Trên người của ta có kiện phù bảo, hẳn là có thể cho Bạch Hạc chân quân hôn mê một đoạn thời gian. Lúc này, thất sinh phù phủ chủ nhanh chóng trả lời. Thất sinh phù, ngươi làm sao còn chưa tới? Tốc độ quá chậm a. Đông Phương Lục tiên tử nói. Rõ ràng thất sinh phù khoảng cách Thư Hằng tiểu hữu thêm gần a. Ta vừa rồi đi đến nửa đường lúc, nhớ tới ta còn có như thế một chương phù bảo, lại quay đầu đi lấy phù bảo, dùng chút thời gian. Thất sinh phù phủ chủ nói, bất quá bây giờ, còn có cái càng vấn đề trọng yếu. Nếu như có thể để Bạch Hạc chân quân một mực duy trì hôn mê trạng thái, cái kia trong cơ thể hắn, cửu u tà năng, nên xử lý như thế nào? Đúng vậy a, vấn đề lớn nhất không phải để Bạch Hạc chân quân hôn mê, vấn đề lớn nhất là làm sao để đem trong cơ thể nó cửu u tà năng rút ra ngoài. Bắc Hà tán nhân, nói lên vấn đề này, Tuyết Lang động chủ, Tuyết Lang đạo hữu. Người bây giờ còn đang vân thức tử đạo hữu vậy đi. Nàng tìm tới giải quyết, cửu u tà năng, phương pháp sao? Trước đó không lâu,
huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối lấy thân thử độc, để cửu u tà năng xâm nhập nàng trong cơ thể của mình tiến hành nghiên cứu. Hiện tại, nghiên cứu ra cái trò không? Ta còn trông coi Vân Tước Tử tiền bối thân thể, vì nàng thực hiện băng phong pháp thuật. Vân Tước Tử tiền bối hiện tại ở vào cùng loại bế quan trạng thái, ta cũng không biết nàng nghiên cứu cái kia, cửu u tà năng cụ thể tới trình độ nào. Tuyết Lang Động chủ cười khổ nói. Hắn tốn tại Vân Tước Tử trong động phủ đã nhiều ngày, cơ hồ là một tấc cũng không rời trông coi nơi này. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, nhất định phải Vân Tước Tử tiền bối cho nó bao cái đại hồng bao mới được. Thất Sinh Phù phủ chủ nói hắn có cái có thể sử dụng phù bảo, có thể mê đi Bạch Hạc. Chúng ta chờ một chút đi, Đông Phương Lục tiên tử nói. Hy vọng có thể tới cùng đi, Tống Thư Hàng thở dài. Trong lòng của hắn một mực có loại không tốt lắm dự cảm từ trước đó tu luyện nho ra kim cương thân nhục thân cùng công lực cùng một chỗ tăng cường phía sau Tống Thư Hàng trong lòng liền cảm giác có chút không ổn. Không có việc gì, có ta ở đây. Nếu như Thất Sinh Phù phủ chủ trước khi đến, Bạch Hạc chân quân đã thoát khốn, liền để ta tới tạm thời kiềm chế lại hắn. Đông Phương Lục tiên tử nói. Nàng lời nói mới vừa nói xong đâu, dưới cửa sổ dày vò cánh Bạch Hạc chân quân đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Không sai, là đứng lên, mà không phải nhảy dựng lên. Trên người nó cái kia trói buộc chú thuật, đang một chút xíu vỡ nát. Tống Thư Hàng một trận cười khổ, vội kêu lên, Đông Phương Lục tiền bối. Ngoá, Đông Phương Lục tiên tử cắn răng, nàng bước chân đạp mạnh, thật nhanh nhảy lên thiên ma cửu vũ tới. Sốt cục, tại Bạch Hạc chân quân trên người trói buộc chú thuật hoàn toàn sụp đổ trước đó, Đông Phương Lục tiên tử thiên ma cửu vũ hiệu quả phát huy ra. Bạch Hạc chân quân hai mắt mê ly, nhận thiên ma cửu vũ ảnh hưởng, hai mắt đỏ ngầu bên trong ngang ngược dần dần bình ổn lại, hai mắt cũng trở nên mê ly lên. Thất Sinh Phù tên kia chắn phi kiếm sao? Còn không qua đây, ta chống đỡ không được bao lâu à? Đông Phương Lục tiên tử buồn bực nói, bây giờ lập tức phải nghĩ cái biện pháp rút ra Bạch Hạc chân quân thể nội cửu u tà năng. Nếu như không có biện pháp, chúng ta chỉ có rút lui, đem cái này building phòng kết giới kích hoạt. Hy vọng có thể ngăn trở Bạch Hạc chân quân. Tống Thư Hàng một tay theo tại vị trí hạch tâm, ta đi thử một chút. Trước đó bởi vì có trói buộc chú thuật ngăn cản, cho nên hắn hạch tâm thế giới hình chiếu đi ra hoa sen sợi rễ không cách nào đâm vào Bạch Hạc chân quân thể nội. Hiện tại, trói buộc chú thuật biến mất, Bạch Hạc chân quân lại nhận Đông Phương Lục tiên tử kiềm chế. Thời cơ này vừa vặn. Lúc này, nên ta xuất mã ngăn cơn sóng dữ. Chương 1017. Họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần Bạch Hạc chân quân trên người trói buộc chú thuật biến mất, lại hạn chế hành động của nó, để Bạch Hạc chân quân ở vào không cách nào chống cự trạng thái, Tống Thư Hàng ắt có niềm tin dùng hoa sen sợi rễ đem trong cơ thể nó cửu u tà năng toàn bộ rút ra đi ra. Ngươi có biện pháp, vậy liền thử một chút. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng thiên ma cửu vũ có thể chi không chống được thời gian quá dài lại nói. Lần trước tại toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà 250 phân bộ sự kiện bên trong, Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng đã nói hắn có đối phó cửu u tà năng, thủ đoạn. Bất quá song Đông Phương Lục tiên tử một mực cũng chưa từng thấy tận mắt Tống Thư Hàng thi triển thủ đoạn này, trong nội tâm nàng còn rất hiếu kỳ. Lúc này, chỉ thấy Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại ngực, kích hoạt lên hoa sen hình chiếu. Hư ảo thánh liên, cũng thật cũng ảo, mỹ như là tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, bởi vì Tống Thư Hàng tâm khiếu bên trong hạch tâm đã bắt đầu hóa thành một cái thế giới, nguyên nhân, hiện tại hắn cụ hiện hóa đi ra hoa sen trên mặt cánh hoa, ẩn ẩn có huyền diệu đạo văn hiển hiện, những này đạo văn bên trong, ẩn giấu đi một cái liên quan tới tiểu thế giới, không gian huyền bí. Đông Phương Lục tiên tử mặc dù xem không hiểu những này đạo văn, nhưng tu sĩ bản năng, để cho nàng không tự chủ được đưa ánh mắt về phía những này đạo văn. Thật xinh đẹp, Đông Phương Lục không khỏi tán thán nói. Cái này cũng thật cũng ảo hoa sen, đẹp như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Lại nói, nàng nhớ kỹ Tống Thư Hàng còn có một cái, khẩu phun hoa sen, dị năng, đồng dạng nhìn rất đẹp, hơn nữa còn ăn thật ngon. Thư Hàng tiểu hữu cùng hoa sen hữu duyên. Khi Đông Phương Lục tiên tử tiếng ca ngợi vừa dứt cái kia đóa cũng thật cũng ảo hoa sen phong cách vẽ đột biến, sợi rễ của nó tăng vọt, hàng ngàn hàng vạn đầu sợi rễ quơ, đâm về Bạch Hạc chân quân. Nguyên bản đẹp như vẽ phong cách vẽ. Lập tức biến quỷ xúc. Đông Phương Lục tiên tử khóe miệng co giật, cảm giác có chút tê dại ra đầu. Nói thật, nàng không quá am hiểu ứng phó những này sợi rễ xúc tu hình dáng đồ vật. Nhận thiên ma cửu vũ ảnh hưởng, Bạch Hạc chân quân ngốc tại chỗ không nhúc nhích, không có chống cự, đắp lên vạn cái sợi rễ đâm vào.
Sợi rễ số lượng thực sự quá nhiều, cho nên, Bạch Hạc chân quân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị sợi rễ mai một. Không có cái kia trói buộc chú thuật ngăn cản, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa sợi rễ trực tiếp xuyên thấu qua Bạch Hạc chân quân thân thể, bắt đầu điên cuồng rút ra cửu u tà năng. Đông Phương Lục tiên tử toàn thân nổi da gà lên, nhiều như vậy sợi rễ đâm vào thân thể, ngẫm lại đều cảm giác đau quá có được như thế quỷ xúc hoa sen sợi rễ năng lực, Thư Hàng tiểu hữu về sau còn có thể thuận lợi tìm tới bạn gái sao? Đông Phương Lục tiên tử trong lòng rất là lo lắng. Đông Phương Lục tiền bối, người còn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này Tống Thư Hàng hỏi. Cái kia mười mấy vạn cái hoa sen sợi rễ cùng nhau phát lực, đem Bạch Hạc chân quân thể nội, cửu u tà năng, rút ra, cũng tại hạch tâm thế giới trung chuyển hóa. Những này cửu u tà năng một bộ phận hóa thành, hạch tâm thế giới, căn cơ, để hạch tâm thế giới diện tích biến to lớn hơn, một bộ phận khác thì hóa thành chiếc kia hoạt tuyền bên trong suối nước, có được duyên thọ 50 năm công năng. Nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa phút tả hữu, Đông Phương Lục tiên tử đoán chừng nói. Nửa phút sao, đầy đủ, Tống Thư Hàng nói. Lúc trước, giao chỉ thiên giới bên trong một con kia đáng sợ tà năng hung thú đều bị hắn co lại mà không, nửa phút đầy đủ hắn đem Bạch Hạc chân quân rút thành hạc làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Phương Lục tiên tử có thể cảm ứng được, Bạch Hạc chân quân thể nội, cửu u tà năng, càng ngày càng yếu. Trên người nó tán phát loại kia ngang ngược khí tức cũng bắt đầu rút đi. Thành công, Đông Phương Lục tiên tử tối tối nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, liền không cần lo lắng cuồng bạo Bạch Hạc chân quân mất khống chế, đại náo giang nam địa khu. Nói thật, nếu là một vị lục phẩm chân quân thật sự mất khống chế, tại đô thị phồn hoa bên trong làm phá hư, vậy đơn giản hãy cùng thiên tai đồng dạng. Theo thể nội, cửu u tà năng, bị rút ra phía sau Bạch Hạc chân quân cũng dần dần khôi phục ý thức. Bất quá thân thể của nó còn nhận, cửu u tà năng, ảnh hưởng, vẫn còn không cách nào tự điều khiển trạng thái. Ý thức khôi phục phía sau Bạch Hạc chân quân trước cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Sau đó, hắn cảm ứng được những cái kia đem hắn bao quanh bao khỏa, đâm vào thân thể nó sợi dễ lúc, lập tức ra đầu tê dại một hồi. Bất quá, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình, cửu u tà năng, đang bị những này sợi dễ điên cuồng rút ra. Cái này là vị đạo hữu nào trị liệu? Cửu u tà năng thủ đoạn. Bạch Hạc chân quân thầm nghĩ trong lòng, mặc dù thủ đoạn này để cho người ta run rẩy, nhưng hiệu quả trị liệu không lời nói. Bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem trong cơ thể nó cửu u tà có thể làm được liền tốt, coi như là ngã bệnh đi bệnh viện đâm mấy châm. Thư Hàng tiểu hữu, làm không sai. Đông Phương Lục tiên tử cảm ứng được Bạch Hạc chân quân khí tức đã dần dần khôi phục bình thường. Chỉ còn một điểm cuối cùng, không lưu hậu hoạn, Tống Thư Hàng nói. Cảm ứng được Thư Hàng ý chí, hoa sen hình chiếu sợi dễ hung hăng phát lực, ra sức rút ra lên Bạch Hạc chân quân thể nội sau cùng điểm này cửu u tà năng. Bất quá, cuối cùng điểm ấy cửu u tà năng giống như đặc biệt ngoan cố. À, đau nhức đau nhức đau nhức, chờ sau đó, có cái gì muốn ra đến rồi. Lúc này, bị sợi dễ bao quanh bao khỏa Bạch Hạc chân quân đột nhiên lên tiếng kêu lên. Theo cuối cùng cái kia một sợi, cửu u tà năng, bị rút ra lúc. Bạch Hạc chân quân có thể cảm ứng được trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì muốn theo cửu u tà năng bị cùng nhau quất ra, là cái kia cửu u tà ma ống pháo pháp khí cuối cùng lúc công kích, chém vào trong cơ thể nó đổ vật. Khó trách trong cơ thể nó, cửu u tà năng, làm sao đều không chấn áp được, ngược lại liên tục không ngừng sinh ra, càng ngày càng nhiều. Xem ra chính là cái này, chém vào trong cơ thể nó, đổ vật dở cho quỷ. Nhưng là thứ quỷ này là thế nào chém vào trong cơ thể nó? Không thương không ngứa, trên người nó liền cái vết thương đều không có, quá tà môn a. Bạch Hạc tiền bối cắn răng chống đỡ, cửu u tà có thể hay không lưu hậu hoạn. Nhất định phải một hơi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Tống Thư Hàng kêu lên. Không phải chờ một lát, thứ quỷ này không là năng lượng thể, là thực chất chi vật. Ngươi lại man lực rút ra cửu u tà năng, thứ này liền muốn phá thể mà ra. Ngươi trước chậm rãi, thả ta đi ra, chính ta thử một chút. Có thể hay không đem thứ này từ thể nội tách ra? Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, tạm thời đình chỉ đối, cửu u tà năng, rút ra, sau đó quay đầu ngắm nhìn Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiên tử nhẹ gật đầu, trước đem Bạch Hạc đạo hữu thả ra đi, hắn hiện tại rất thanh tỉnh, cũng không có cuồng bạo dấu hiệu. Mà lại, nếu như vạn nhất có vấn đề, còn có thất sinh phù đạo hữu ở một bên áp trận. Đang khi nói chuyện, thất sinh phù phủ chủ đẩy cửa vào nghi là chắn phi kiếm thất sinh phù tiền bối rốt cục kịp thời đuổi tới. Thật có lỗi, tại trên đường chạy tới,
thấy được một cái tên kỳ quái, cho nên làm trễ nải chút thời gian. Phủ chủ cầm trong tay một chương phù bảo, cười đối Tống Thư Hàng quơ quơ. Đây chính là hắn nói, có thể để Bạch Hạc chân quân tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê phù bảo. Có cái này phù bảo tại, vạn nhất Bạch Hạc chân quân lại nổi điên, cũng có thể trước tiên ngăn lại hắn phá hư bốn phía. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời hoa sen sợi dễ toàn bộ lùi về. Chỉ là hoa sen hình chiếu không có tán đi, vẫn như cũ lơ lửng ở trong hư không, vẫn sức chờ phát động. Bạch Hạc chân quân ngoài ý muốn ngắm nhìn Tống Thư Hàng trước ngực hiển hiện hoa sen hình chiếu, không nghĩ tới xử lý trong cơ thể nó, cửu u tà năng, người, lại là Tống Thư Hàng. Bất quá, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay đặt tại bản thân eo phải bên cạnh, thứ quỷ kia liền ở vào trong cơ thể nó vị trí này. Mà lại, tại Tống Thư Hàng vừa đem hoa sen sợi dễ rút đi phía sau thứ quỷ này liền lại bắt đầu điên cuồng chế tạo cửu u tà năng. Cũng không biết thứ này là thứ đồ gì, lại còn biết sinh sản cửu u tà năng. Bạch Hạc chân quân đưa tay vén từ bản thân phần eo áo bào, lộ ra khêu gợi bờ eo thon, hắn hiện tại là lệch nữ tính trạng thái. Sau đó, hắn đưa tay lấy ra một thanh đoản đao, nhắm ngay phần eo của mình hung hăng đâm vào, cũng mở ra một đường vết rách. Trong vết thương, có hiện ra thánh quang máu tươi tràn ra, thuận phần eo của nó tích rơi xuống đất. Mỗi một giọt máu tươi, đều biết phát sáng, đây là tự mang lóe sáng đặc hiệu máu tươi. Một bên thất sinh phù phủ chủ nhìn thấy hình tượng này, đau lòng cực kỳ. Đương nhiên, phù chủ cũng không phải là tại thương hương tiếc ngọc. Thật lãng phí. Thất sinh phù phủ chủ cảm thán nói, những máu tươi này thế nhưng là vẽ bùa bảo tài liệu tốt, ngàn vạn khó cầu. Nhiều như vậy máu tươi, chỉ ít giá trị mấy mai ngũ phẩm linh thạch. Lục phẩm chân quân cấp bậc, có được thượng cổ thần thú huyết mạch Bạch Hạc thánh huyết, nếu như cho hắn vẽ bùa bảo, nhất định có thể vẽ ra rất nhiều chương tinh phẩm phù bảo. Bạch Hạc chân quân, Bạch Hạc tiền bối, người muốn đem máu tươi thu tập không? Tống Thư Hàng nghe được, giá trị mấy mai ngũ phẩm linh thạch, lúc vô ý thức bật thốt lên hỏi. Bạch Hạc chân quân liếc mắt. Sau đó, hắn hít sâu, vận chuyển thể nội khôi phục linh lực, cắn răng trầm giọng nói, đi ra cho ta. Sau một khắc, từ mở ra trong vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Thất sinh phù phủ chủ trên mặt vẻ nhức nhối càng phát ra nồng nặc lên, nhiều như vậy máu tươi, không công phun rơi, thật lãng phí. Bạch Hạc chân quân lần nữa cắn răng quát khẽ, sau đó, có một cái cùng loại, đạn, hình thái đồ vật theo nó phần eo trong vết thương gạt ra. Bạch Hạc chân quân dẫn theo đoạn đao tay nhanh chóng một chạm, chạm ở miếng kia, đạn, hình dáng vật thể bên trên, một hơi đem hắn từ trong cơ thể của mình chọn lấy đi ra. Đạn kia hình dáng vật thể đính vào đoạn đao bên trên, liên tục không ngừng tản ra cửu u tà năng. Bạch Hạc chân quân đưa tay ném đi, đem đoạn đao ném đến giữa không trung, nhanh phong ấn hắn. Không cần Bạch Hạc chân quân nhiều lời. Đông Phương Lục Tiên Tử cùng thất sinh phù phủ chủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thất sinh phù phủ chủ tế ra một chương phù văn, phong tỏa đoạn đao bốn phía. Đông Phương Lục Tiên Tử từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, chuẩn bị đem cái kia đoạn đao tính cả, đạn, hình dáng vật thể cùng một chỗ phong nhập hộp ngọc. Nhưng vào lúc này, Tống Thư Hàng trước ngực hoa sen hình chiếu tự động hành động, hắn không kịp chờ đợi duỗi ra gần trăm đầu sợi rễ, liền như là một tháng chưa ăn cơm quỷ đói. Nhanh chóng cuốn lên cái kia thanh đoản đao cùng trên đó kề cận đạn vật thể. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, cửu u tà năng, bị sợi dễ cưỡng ép hút vào. Tống Thư Hàng cơ thể hơi chấn động. Hấp thu cái này, đạn hình dáng, vật thể thượng cửu u tà năng phía sau hắn hạch tâm thế giới tựa hồ vừa vặn đột phá một cái, điểm tới hạn. Hạch tâm thế giới thể tích, bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản hoạt tuyền vị trí, thì bắt đầu khuếch trương lớn. Hoạt tuyền không còn là con suối, hiện tại biến thành một cái ao nước nhỏ lớn nhỏ. Theo hoạt tuyền cùng hạch tâm thế giới tiến hóa, sau đó lại có một đạo tinh thuần lực lúc, từ hạch tâm thế giới trả lại đến Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng tam phẩm cảnh giới lúc, liên phá tứ đại kỳ mạch có hai đại trợ lực. Một là ngũ phẩm cảnh giới linh quỷ Diệp Tư, lấy ngũ phẩm cấp bậc linh lực cho Tống Thư Hàng đả thông tứ đại kỳ mạch. Khác một sự giúp đỡ lớn chính là hạch tâm thế giới cùng hoạt tuyền trả lại tới được lực lượng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thể nội tiên thiên hóa lỏng chân khí, sôi trào lên. Uy, chờ sau đó, Thư Hàng tiểu hữu, thất sinh phù phủ chủ bén nhạy cảm ứng được Tống Thư Hàng biến hóa trên người, mau dừng lại, áp chế người tự thân chân khí. Thất sinh phù phủ chủ bản thân cũng sắp độ, 4 tấn 5, thiên kiếp, cho nên đối với thiên kiếp rất mẫn cảm. Hắn hiện tại có thể cảm ứng được,
Tống Thư Hàng thể nội hóa lỏng chân khí đang sôi trào, từ bản nguyên đan điền cùng tứ đại bên trong liên tục không ngừng tuôn ra chảy ra. Tiếp tục như vậy nữa, tứ đại kỳ mạch bên trong chân khí phun trào, câu thông thiên địa, liền sẽ dẫn hạ tam tấn tứ thiên kiếp. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhanh chóng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, khống chế chân khí trong cơ thể, để chúng nó không còn sôi trào nữa. Đông Phương Lục tiên tử tiến lên một bước, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, trợ giúp Tống Thư Hàng lắng lại chân khí sôi trào, chớ khẩn trương, để cảm xúc trở nên bằng phẳng. Người bây giờ cách thiên kiếp cũng chỉ có một tia chi cách. Một cái ý niệm trong đầu ba động, đều có thể dẫn hạ thiên kiếp. Tống Thư Hàng thở dài. Trạng thái của hắn bây giờ rất không ổn, tự thân trạng thái đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, một thân hóa lỏng chân khí ở vào trạng thái bão hòa. Như Đông Phương Lục tiên tử nói, hắn hiện tại thậm chí là cảm xúc kích động một điểm, đều sẽ dẫn hạ thiên kiếp. Kích động, phẫn nộ, kinh hỉ, bi thương loại hình tâm tình chập chờn, chỉ cần vượt qua giới hạn, chân khí trong cơ thể hắn liền ngay lập tức sẽ lần nữa sôi trào, dẫn dắt thiên kiếp giáng lâm. Trong vòng một đêm, tu vi cảnh giới liên tục vượt hai bước nhỏ, trực tiếp đem hắn đưa đến thiên kiếp biên giới. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi, mình có thể không có thể kiên trì đến, bị ngạn ma quân, tới, thay hắn chế tạo riêng, độ kiếp trận pháp. Ta cảm giác vẫn là rời đi trước tương đối tốt. Thất Sinh Phù phủ chủ cười khổ nói, nếu như hắn tiếp tục cùng Tống Thư Hàng tập hợp lại cùng nhau, hai người thiên kiếp lẫn nhau dẫn dắt, đến lúc đó hắn cùng Tống Thư Hàng đều muốn chơi xong, Thư Hàng tiểu hữu, Đông Phương Lục tiên tử, Bạch Hạc đạo hữu, ta đi đầu một bước. Bạch Hạc chân quân có chút yếu ớt nói, gặp lại, tạ ơn. Đúng rồi, Bạch Hạc đạo hữu, ngươi phun ra những cái kia máu tươi còn muốn không muốn, không muốn, nếu không đưa ta rồi. Thất Sinh Phù phủ chủ trước khi đi, đột nhiên lại nói. Bạch Hạc chân quân, ha 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 ha, đùa giỡn, ngươi phun máu đều rơi xuống đất, đưa ta cũng vô dụng. Thất Sinh Phù phủ chủ cười phất phất tay, tạm biệt, chư vị. Hắn sau này chuẩn bị rời đi Giang Nam địa khu. Về địa bàn của mình bố trí độ kiếp trận pháp. Bạch tôn giả đã bế quan, tốt lúc trước Bạch tiền bối đã cùng hắn đem độ kiếp trận pháp sửa chữa hoàn tất, hắn quay đầu lại hoàn thiện một chút liền có thể trực tiếp bày trận. Bây giờ nghĩ đi, trễ. Lúc này, một vị lão tẩu ngăn tại Tống Thư Hàng nhà ngoài cửa. Lão tẩu trên thân, tản ra nồng đậm tử khí, đây là thọ nguyên gần biểu tượng. Ngoại trừ một thân tử khí bên ngoài, lão tẩu cảnh giới cùng Tống Thư Hàng cảnh giới giống nhau tam phẩm cảnh giới đỉnh cao, tùy thời có thể lấy câu dẫn hạ thiên kiếp cái chủng loại kia. Họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết, lão tẩu trầm giọng nói. Ngươi là ai a? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết lão nhân này a. Chương 1018, năm nay lưu hành thành đoàn độ kiếp sao? Nhưng đối phương mở miệng liền gọi, họ Tống, nơi này có vẻ như chỉ có hắn là họ Tống. Ngươi là ai a? Tống Thư Hàng cau mày hỏi, chúng ta quen biết sao? Cái này lão tẩu một thân tử khí, cảnh giới lại ở vào tam phẩm đỉnh phong. Nếu như bây giờ đối phương đột nhiên bạo phát, dẫn hạ thiên kiếp vậy hắn cùng Thất Sinh Phù phủ chủ đều dược hoàn. Thiên kiếp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, hai người cùng một chỗ độ thiên kiếp, đều dược hoàn, huống chi ba người cùng một chỗ độ kiếp. Thập tử vô sinh a. Ngươi là ai a? Lão tẩu bạch Tống Thư Hàng một chút, việc này không liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên. Tống Thư Hàng, tốt xấu hổ, vậy mà không phải tìm ta. Cái kia ở đây còn có ai là họ Tống? Đông Phương Lục tiên tử khẳng định không phải, cái kia Thất Sinh Phù phủ chủ cùng Bạch Hạc chân quân, ai cũng là họ Tống. Lúc này, lão tẩu đối lại đối mặt Thất Sinh Phù phủ chủ, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thất Sinh Phù phủ chủ một mặt mê mang, thật xin lỗi, ngươi là ai a? Họ Tống, ngươi vậy mà quên đi ta, ngươi mã phê, ngươi gãy mất đạo của ta, diệt ta vất vả bồi dưỡng tỷ kiếp bản mệnh quỷ soái, gãy mất ta tấn thăng tứ phẩm khả năng. Hôm nay lão phu muốn để ngươi chết tại thiên kiếp dưới, cùng lão phu cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Lão tẩu cả giận nói, hắn đưa tay mở ra, ánh mắt đe dọa nhìn Thất Sinh Phù phủ chủ. Lão tẩu trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nguyên lai là Thất Sinh Phù tiền bối nồi. Thất Sinh Phù tiền bối, ngươi cũng họ Tống. Tống Thư Hàng hỏi. Ta không họ Tống, Thất Sinh Phù phủ chủ bình tĩnh nói, bất quá, ta từng tại dạo chơi thế giới lúc, sử dụng tới lớn bao nhiêu họ dùng tên giả. Triệu A, Vương A, Lý A, Ngựa A, Quách A, Tống A, ta đều dùng qua. Đoán chừng đối phương nhớ,
là ta đã từng sử dụng tới họ Tống dùng tên giả đi. Nhưng chính ta đều quên lúc ấy dùng qua cái gì dùng tên giả chữ. Tống Thư Hàng. Đông Phương Lục Tiên Tử. Lão Tẩu, Thảo, tất 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 tất. Bất quá, ta lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn chính xác diệt sát qua một đầu quỷ soái. Thất Sinh Phù phủ chủ nhìn qua Lão Tẩu, quả nhiên vừa rồi ta tại đuổi qua trên đường tới, cảm ứng được lén lén lút lút bóng người chính là ngươi. Ta đoán, ngươi là muốn dẫn hạ thiên kiếp, cùng ta đồng quy vu tận sao? Đáng tiếc, nếu như ngươi trực tiếp đang đến gần ta thời điểm, trực tiếp dẫn hạ thiên kiếp, có lẽ thật có thể kéo lên ta, để cho ta cưỡng ép cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp, thậm chí đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ, ngươi như là đã hiện thân, ngươi cảm giác ngươi còn có cơ hội dẫn hạ thiên kiếp sao? Thất Sinh Phù phủ chủ giữa ngón tay, cái viên kia có thể làm cho, Bạch Hạc chân quân, đều cưỡng ép đã hôn mê phù bảo, một mực không có thu hồi. Chỉ cần bắt được cơ hội, là hắn có thể để cái này lão tẩu mê ngất đi. Lén lút cưỡng ép kéo ngươi độ kiếp, làm như vậy lại có thể nào lắng lại ta oán hận trong lòng. Ta chính là muốn để ngươi biết cưỡng ép kéo lên ngươi đồng quy vu tận người là ta đang trả thù ngươi, trên hoàng tuyền lộ, chúng ta cùng lên đường. Lão tẩu lạnh lùng nói, mà lại đã ta hiện thân, ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị sao. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển qua đến, trừ phi trong nháy mắt liền giết chết ta, nếu không thì cùng chết. Họ Tống, muốn tiếp tục sống, liền ngay cả ta cái này một phần thiên kiếp cùng một chỗ tiếp tục gánh vác đi. Lão Tẩu nói xong, cười như điên, cười có chút điên cuồng. Chậc chậc, thì ra là thế, ngươi sắp chết, nhưng ngươi còn không phải thật sự muốn tìm cái chết. Thất Sinh Phù phủ chủ nói, cho nên, ngươi muốn kéo ta cùng một chỗ độ kiếp, hy vọng để cho ta đem thiên kiếp của ngươi cũng cùng một chỗ vượt qua đi, từ đó tấn thăng tứ phẩm. Ngây thơ, ngươi nghĩ quá mức mỹ hảo. Thiên kiếp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái kia thì cùng chết. Lão Tẩu cuồng tiếu, họ Tống, người gãy mất đạo của ta, kéo ngươi cùng chết, ta cũng không lỗ. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, người cái này nếu là một độ kiếp, vậy thì không phải là một cộng một, mà là một ra hai, vẫn phải tăng thêm ta phần này thiên kiếp, ba phần thiên kiếp cùng đi. Mọi người cùng nhau cho bụi. Nếu như cái này Lão Tẩu thật sự muốn dẫn hạ thiên kiếp, cái kia Tống Thư Hàng chỉ có thể trong nháy mắt đem Thất Sinh Phù phủ chủ, Bạch Hạc chân quân còn có Đông Phương Lục Tiên Tử kéo vào hạch tâm thế giới. Nhưng là, hạch tâm thế giới có thể hay không ngăn cách thiên kiếp, Tống Thư Hàng cũng không có nắm chắc. Càng quan trọng hơn là, Tiểu Thải cùng Thi còn muốn trên lầu nghỉ ngơi, cùng hắn hiện tại cách có chút khoảng cách, Tống Thư Hàng không cách nào đưa các nàng cũng kéo vào hạch tâm thế giới. Hao tổn tâm trí. Hừ, họ Tống đều phải chết, cái kia thì cùng chết. Lão Tẩu điên cuồng nói. Mẹ nó, họ Tống đắc tội ngươi rồi. Rõ ràng Thất Sinh Phù phủ chủ chính mình cũng nói, hắn không họ Tống. Lúc trước họ Tống chỉ là hắn ngụy tên có được hay không? May mà ta không họ Tống. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Như cái này Lão Tẩu thật sự dẫn hạ thiên kiếp, Đông Phương Lục cùng Bạch Hạc chân quân ngược lại không quan hệ. Các nàng tự thân còn chưa tới độ kiếp thời điểm, chỉ cần tránh xa một chút liền tốt. Bạch Hạc chân quân lúc này đang đứng ở trạng thái hư nhược, Đông Phương Lục Tiên Tử thì vẫn sức chờ phát động, nàng ý đồ tìm cơ hội giết chết cái này Lão Tẩu nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không đối phương trực tiếp dẫn hạ thiên kiếp, Tống Thư Hàng cùng Thất Sinh Phù liền phiền toái. Thất Sinh Phù phủ chủ không có lập tức xuất thủ, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Lão Tẩu hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, phủ chủ không biết lá bài tẩy của đối phương, không có nắm chắc một chiêu đem Lão Tẩu thần hình câu diệt. Đang lúc Tống Thư Hàng mấy người nói chuyện ở giữa, Tống Thư Hàng ngoài phòng đột nhiên có một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới, tốc độ thật nhanh. Chính là chỗ này, không sai. Cửu U tà năng khí tức, một vị tóc bạc lão đạo từ kiếm quang thượng nhảy xuống, mấy bước bước vào đến trong tiểu viện. Người đến lại là, truyền công cuồng, Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng. Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng gần đây tựa như đang phụ trách, Giang Nam địa khu, nào đó khu vực yên ổn, hãy cùng tu chân giới cảnh sát đồng dạng. Giang Nam Đại học thành phụ cận phiến khu vực này một khi xảy ra vấn đề, Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng liền sẽ nhanh chóng chạy đến. Mà trước đó, Bạch Hạc chân quân trên người, cửu u tà năng, khí tức bại lộ, đưa tới Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng cảm ứng. Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nếu như là cửu u tà ma, giết, hắn phải chịu trách nhiệm chém giết, giết không nổi liền hướng đồng môn cầu cứu. Nhưng vừa xông vào tiểu viện lúc, Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng liền cứng lại rồi. Ngọa thảo. Đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra, cái tiểu viện này bên trong có mấy cái trạng thái không đúng. Tỷ như đã gặp qua mấy lần Tống Thư Hàng tiểu hữu,
một thân thực lực đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong trình độ, suy nghĩ vừa động, hô hấp ở giữa liền có thể dẫn trời tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, là cái không định giờ tạc đạn. Còn có bên trên cái kia lão tẩu, mặc dù một thân tử khí, nhưng trạng thái cũng cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu đồng dạng là tam phẩm cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể sẽ độ kiếp cái chủng loại kia, có thể nói là không hẹn giờ bom số 2. Sau đó còn có cái kia ăn mặc áo khoác màu đen xuất khí nam tử, thực lực là tứ phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn hạ 4 tấn 5 thiên kiếp cái chủng loại kia. Hơn nữa nhìn cái này áo khoác màu đen nam tử tích lũy hùng hậu, một khi tấn thăng ngưng tụ kim đan, ít nhất là thất long văn cảnh giới, thậm chí cao hơn. Đó là cái lớn hơn một vòng không hẹn giờ bom số 3. Thiên nhai tử đạo trưởng tâm tốt hoảng. Bởi vì hắn là ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn hạ lục phẩm thiên kiếp. Trên thực tế nếu không phải hắn dựa vào, truyền công, tự gọt tu vi, hắn sớm tại 300 năm trước liền muốn độ kiếp rồi. Chính hắn là đặc biệt đại hào không hẹn giờ bom số 4. Bình thường, thiên nhai tử đạo trưởng đều thận trọng tránh đi những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ độ kiếp tu sĩ, nhưng không nghĩ tới hôm nay một bước vào tiểu viện, liền gặp gỡ ba quả bom hẹn giờ, cái này không hắn con mẹ hố cha nha. Thiên nhai tử tiền bối, ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng cười khổ nói hắn nhớ kỹ thiên nhai tử đạo trưởng cũng là sắp độ kiếp tồn tại, hắn tới, thuần là ngột ngạt a. Cái kia, ta chỉ đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Thiên nhai tử đạo trưởng phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, hắn phải lập tức rời đi, còn muốn cách càng xa càng tốt. Tới cũng đừng đi, đừng nhúc nhích, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại động một cái, ta lập tức dẫn hạ thiên kiếp, mọi người cùng nhau chết. Lão tẩu đột nhiên phát cuồng nói. Cái này lão tẩu không là thật muốn tìm cái chết cùng thất sinh phù phủ chủ đoán đồng dạng, bản thân hắn là muốn lôi kéo thất sinh phù phủ chủ độ kiếp. Sau đó, hắn làm tiếp chút tiểu động tác, có rất lớn hy vọng để thất sinh phù phủ chủ đem thuộc về hắn cái kia phần thiên kiếp cũng khiêng đi. Nhưng là, Tống Thư Hàng tồn tại, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người cùng một chỗ độ kiếp, có lẽ còn có một tia hy vọng vượt qua. Nhưng ba người cùng một chỗ độ kiếp, hy vọng xa vời. Mà thiên nhai tử đạo trưởng đột nhiên xâm nhập, lão tẩu trong lòng bắt đầu sụp đổ. Bốn người cùng một chỗ độ kiếp, chết chắc. Cho nên, ấn lý thuyết, hiện tại thiên nhai tử đạo trưởng muốn rời đi, lão tẩu hẳn là thả hắn rời đi mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, lão tẩu ở lúc mấu chốt đầu óc nóng lên, muốn mạnh mẽ đem thiên nhai tử đạo trưởng cũng lưu lại. Cùng một chỗ độ kiếp đi, sau đó cùng chết đi. Lão tẩu trong lòng phát cuồng. Tống Thư Hàng nhíu mày xem ra, chỉ có trước đem mọi người kéo vào hạch tâm thế giới. Hy vọng bản thân hạch tâm thế giới có thể ngăn cách thiên kiếp. Lúc này, thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói, thiên nhai tử đạo hữu đừng quản lão gia hỏa này, người một mực rời đi trước. Đúng, tốt nhất người mang theo Thư Hàng tiểu hữu cùng rời đi. Lão gia hỏa này, để ta đến đối phó. Hắn nhìn chằm chằm cái kia lão tẩu, đây là thuộc về ngươi cùng ta ân oán, hai người chúng ta giải quyết. Ngươi luôn mồm muốn kéo ta cùng chết, lại không có lập tức dẫn hạ thiên kiếp, nói rõ ngươi còn không muốn chết. Nếu như ngươi thật sự không muốn chết, vậy ta phát thệ, ta có thể lợi dụng ta tài nguyên, cho ngươi chế tạo một bộ độ kiếp đại trận, cho ngươi thêm trang bị cường lực pháp bào, toàn diện tăng lên cá nhân của ngươi thực lực, chỉ là tam phẩm tấn thăng tứ phẩm thiên kiếp, ta có 7 tầng nắm chắc để ngươi độ kiếp thành công. Lão tẩu nghe vậy, mở ra tay đều khẽ run lên. Mà lại, ngươi không cần lo lắng cho ta trả thù ngươi. Ta có thể thề, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Mà lại thế giới lớn như vậy, ngươi một khi tấn thăng tứ phẩm phía sau muốn đi thế giới bất kỳ địa phương nào cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đi trong vũ trụ cũng có thể còn sống. Nếu như ngươi cùng ta tiếp xúc qua, tất nhiên cũng biết tính cách của ta. Ta chỉ cần lên qua thề, liền tuyệt đối sẽ không trái với. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói. Lão tẩu, thật động tâm. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Thất sinh phù tiền bối làm xinh đẹp. Chỉ cần để cái này lão tẩu đoạn tuyệt dẫn hạ thiên kiếp đồng quy vu tận ý nghĩ, chuyện kia liền dễ làm. Về phần tương lai muốn xử trí như thế nào cái này lão tẩu, có thừa biện pháp. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, bên ngoài lại có người tới. Xin hỏi bá đao tiểu hữu tại sao? Một cái giọng đặc biệt lớn nam tử tiếng vang lên. Chương 1019, thiên kiếp 5+1. Lại có người tới. Hôm nay đến cùng là sưng ngựa, rạng sáng nửa đêm canh ba, khách nhân lại một đợt nối một đợt tới. Bất quá, thanh âm này nghe quen tai giọng đặc biệt lớn thanh âm,
tựa hồ trước đó không lâu vừa nghe qua. Nghĩ tới, là Bỉ Ngạn Ma Quân thanh âm. Bỉ Ngạn Ma Quân thanh âm có điểm đặc sắc, nói chuyện dùng chính là, giống, khí thế. Có thể là hắn ưa thích nghiên cứu bạo tạc đồ vật, thường xuyên ở vào trong bạo tạc sinh hoạt, cho nên hắn cùng người lúc nói chuyện, thường xuyên dùng gầm rú phương thức, dần già, giọng liền càng lúc càng lớn. Ở, Bỉ Ngạn tiền bối, ta ở chỗ này. Tống Thư Hàng trả lời. Nguyên bản nói trời tối ngày mai mới có thể chạy đến Bỉ Ngạn Ma Quân, vậy mà sớm đến đây, Ma Quân hắn hiện tại tới thật đúng lúc. Ha ha, lúc đầu nói xong muốn ban đêm lại tới, kết quả Thường Viễn Tử gia hỏa này chủ động tìm tới cửa, mà lại hắn ngay tại Giang Nam địa khu, đã giảm bớt đi ta tìm công phu của hắn, cho nên ta rạng sáng lại tới. Không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi, Bỉ Ngạn Ma Quân cười tiến vào tiểu viện. Bỉ Ngạn Ma Quân mặc trên người một bộ thật dày phòng bạo phục, cái này phòng bạo phục chính là hắn pháp bào, rất thích hợp hắn. Dù sao hắn yêu thích là nghiên cứu chất nổ, lúc nào cũng có thể đối mặt bạo tạc nguy hiểm. Phòng bạo kiểu dáng quần áo pháp bào, có thể hữu hiệu bảo hộ hắn tránh cho bạo tạc A loại hình tổn thương. Mà sau lưng Bỉ Ngạn Ma Quân, còn đi theo một cái khí chất xuất trần nam tử kia trên mặt nhu hòa mỉm cười, dung mạo tuấn mỹ. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nhìn thấy nam tử này phía sau nhịn không được nói. Nam tử này chính là Thường Viễn Tử, chính là hôm qua giữa trưa lúc, ngăn ở biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền trước, hướng biệt tuyết tiên cơ tỏ tình cái kia đạo hữu. Đừng nhìn vị đạo hữu này tại tình cảm trên phương diện có chút ngốc, nhưng về việc tu hành hắn nhưng là thiên tài. Tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm đỉnh phong tồn tại, lúc nào cũng có thể dẫn hạ thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn chính là lục phẩm chân quân cấp đại nhân vật. Nói cách khác, đây cũng là một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Hôm nay là thổi cái gì tà phong, từng cái sắp độ kiếp ra hỏa, tề tụ một đường. Dược hoàn. Tống Thư Hàng cảm giác hôm nay thật sự dược hoàn. Nếu như hắn hạch tâm thế giới có thể cách trở thiên kiếp, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nếu như hạch tâm thế giới không cách nào ngăn cản thiên kiếp, vậy tối nay nếu có người dẫn hạ thiên kiếp, ở đây tất cả nhanh độ kiếp ra hỏa, đều dược hoàn. Ngoá, Bỉ Ngạn Ma Quân vừa tiến vào tiểu viện phía sau nhìn không được bạo nói tục. Toàn nhà này bốn phía, có dược sư cộng bạch tôn giả bố trí kết giới, ngăn cách ngoại giới đối tiểu viện thăm dò, cho nên tại bên ngoài sân nhỏ lúc, không cảm ứng được trong viện khí tức. Hiện tại, Bỉ Ngạn Ma Quân vừa tiến vào tiểu viện phía sau liền thấy Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Thiên Nhai Tử, Vô Danh Lão Tẩu bốn cái sắp độ kiếp ra hỏa. Thường Viễn Tử cũng là sững sờ, trên mặt nụ cười hiền hòa đều cứng lại rồi. Bốn người các ngươi là muốn tụ cùng một chỗ chơi mạt trược sao? Bốn cái sắp độ kiếp ra hỏa tập hợp một chỗ, ngại bản thân chết không đủ nhanh. Bỉ Ngạn Ma Quân đậu đen rau muống nói, lại thêm hắn mang tới Thường Viễn Tử, đều đụng năm người. Ba người bán địa chủ, bốn người chơi mạt trược, năm người chơi cái gì? Chơi tứ quốc quân cờ. Vừa vặn bốn người chơi, một người làm trọng tài. Sau đó rơi xuống, năm người toàn bộ bị thiên kiếp đánh chết. Tống Thư Hàng, ngoài ý muốn, đây là một trận ngoài ý muốn. Thiên Nhai Tử đạo trưởng, ta liền một đi ngang qua đánh xì dầu, ta vừa liền chuẩn bị đi. Các vị đạo hữu, cái kia, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại, tốt nhất gần đây bên trong, không cần gặp nhau. Còn cửu u tà năng sự, đó đã không phải là chuyện. Ở đây có nhiều như vậy đạo hữu tại, cửu u tà năng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thất Sinh Phù Phủ Chủ nói, khục, kỳ thật ta cùng mặt khác vị lão giả này đạo hữu ở giữa có chút hiểu lầm, bất quá ta cùng hiểu lầm của hắn lập tức liền muốn mở ra, giải khai hiểu lầm phía sau ta cùng vị này lão đạo bạn cũng muốn rời khỏi nơi đây. Dù sao chúng ta một đám sắp độ kiếp người tụ chồng, quá nguy hiểm. Tất cả giải tán đi, nhìn lấy các ngươi mấy cái này nhét chung một chỗ, trong lòng ta đều chán hoảng. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, nhìn lấy năm người này tụ tập, hắn liền đặc biệt tâm tắc. Dứt lời, hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi chuẩn bị ở nơi nào độ kiếp? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thực lực lại tinh tiến không ít, tùy thời liền muốn độ kiếp rồi a. Thời gian không đợi người, chúng ta cái này tìm một chỗ bố trí độ kiếp trận pháp nói thật, sắp độ thiên kiếp, tu luyện còn giống Thư Hàng tiểu hữu ngươi dạng này chịu khó, rất ít gặp. Tống Thư Hàng nghe vậy, lệ rơi đầy mặt, ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta mấy ngày nay đều đang khống chế tiến độ tu luyện, tranh thủ chỉ rèn luyện thể chất, còn có minh muốn gia tăng tinh thần lực. Nhưng tối nay liên tục gặp gỡ hai cái ngoài ý muốn, tu vi của ta lập tức liền tăng hai đoạn, kém chút liền độ kiếp rồi.
Bỉ Ngạn Ma Quân, người cái này ngoài ý muốn thật đúng là tà môn, nhanh độ kiếp thời điểm, còn có thể liên tiếp hai cái kỳ ngộ tấn cấp, cũng không biết muốn nói người vận khí tốt hay xấu. Người bình thường nếu là có vận khí tốt như vậy, tấn cấp tốc độ tuyệt đối nhanh bay lên. Bình thường, người phải có tà môn như vậy ngoài ý muốn liền may mắn. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng, bình thường vận khí ngược lại không có tà môn như vậy, phải kém hơn một chút như vậy. Ân, là kém một chút như vậy, liền một chút xíu. Bỉ Ngạn đại ngốc, là ngươi a. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân mở mắt ra nói, hắn vừa rồi một mực đang nhắm mắt điều tức, khôi phục trạng thái. Ha ha, biến thái Hạc, là ngươi a. Ngươi cái này manh muội tử ngoại hình, ta lập tức đều không nhận ra ngươi. Bỉ Ngạn Ma Quân cười quái dị nói. Hai người, tựa hồ là quen biết. A, Bạch Hạc Chân Quân cười lạnh, ta biến thái. Ưa thích nghiên cứu bạo tạc ngươi mới là biến thái đi. Ưa thích bạo tạc chỉ là một loại yêu thích, nam nhân ưa thích bạo tạc có lỗi gì. Ngược lại là ngươi, nhanh lên tìm thực tình ưa thích người, kết làm một thể đi. Nhìn thấy ngươi chợt nam chợt nữ, tâm ta tắc hoảng. Bỉ Ngạn Ma Quân nói. Ngay tại Ma Quân cùng Chân Quân đấu võ mồm, Thiên Nhai Tử đạo trưởng cùng mọi người chắp tay lúc cáo biệt, lại có một bóng người tiến vào tiểu viện. Đạo thân ảnh này là một vị phổ thông nhị phẩm cấp bậc tu sĩ, hắn người mặc màu đen đạo bào. Xin hỏi, nơi này là Tống Thư Hàng tiên sinh nhà sao? Vị này nhị phẩm tu sĩ lễ phép lên tiếng nói. Đông Phương Lục tiên tử nhìn người đến một chút, a, là Huyền Phong Cốc tiểu đạo hữu a. Huyền Phong Cốc là một cái có chút danh tiếng luyện đan tông môn, bọn hắn chủ yếu làm thay tán tu luyện đan sinh ý, đám tán tu có muốn luyện đan, có thể tự mang dược liệu, thượng Huyền Phong Cốc cầu đan. Mặc dù Huyền Phong Cốc luyện đan kỹ thuật không cách nào hòa luyện đan đại tông môn so sánh, nhưng bọn hắn giá cả tương đối công chính, tại tán tu bên trong rất được người yêu mến. Bất quá, Tống Thư Hàng tiểu hữu căn bản không thiếu đan dược a. Trước đó không lâu tiếp đãi Bạch Chân Quân xuất quan nhiệm vụ phía sau Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu nhóm liên hợp lại cho Tống Thư Hàng phát một cái đại hồng bao, có pháp bào, có đan dược. Những đan dược kia đầy đủ Tống Thư Hàng sử dụng hơn nửa năm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía cái này nhị phẩm tu sĩ, ngươi là vị nào? Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn cũng không nhận ra cái gì Huyền Phong Cốc tu sĩ. Vị này nhị phẩm tu sĩ nhìn về phía Tống Thư Hàng, lộ ra nụ cười hiền hòa, không sai, ngươi chính là Tống Thư Hàng đạo hữu. Đạo hữu ngươi tìm ta có việc? Tống Thư Hàng hỏi. Cái kia Huyền Phong Cốc tu sĩ nhẹ gật đầu, ta nhận ủy thác của ngươi, có một vật muốn giao cho đạo hữu. Nói, Huyền Phong Cốc tu sĩ đưa tay tại trong ngực của mình móc ra một cái hộp nhỏ, đem hắn mở ra. Khi cái hộp nhỏ mở ra lúc, Huyền Phong Cốc tu sĩ trên người tựa hồ có một cái phong ấn trong nháy mắt bị giải khai. Trong nháy mắt, Huyền Phong Cốc tu sĩ khí tức trên thân tăng vọt, từ phổ thông nhị phẩm tu vi chướng mở nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao. Cường hoành chân khí từ hắn bản mệnh đan điền, long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, long giác đan điền phun ra ngoài, dẫn ra thiên địa lực lượng. Lại nói tiếp, trên bầu trời có mảng lớn kiếp vân hiển hiện, thật nhanh ngưng tụ. Biến hóa này, liền tại trong nháy mắt. Huyền Phong Cốc tu sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười, đối Tống Thư Hàng nói, nhận ủy thác của người, cái thiên kiếp này chính là ta mang cho Thư Hàng đạo hữu lễ vật của ngươi. Thảo, nó đây mã người nào, căn bản không quen biết ra hỏa, hai lời bất quá tới liền dẫn thiên kiếp. Hiện tại trong tiểu viện, thế nhưng là có 5 cái có thể đụng một bàn tứ quốc quân cờ sắp độ kiếp tu sĩ, cái này một đợt dưới thiên kiếp đến, cái kia chính là 5 cộng một cái thiên kiếp. Đến lúc đó, ai đều khó có khả năng ngăn trở điên cuồng như vậy thiên kiếp. Những kia mẫu chi tầm vong hồ, khoảng cách Huyền Phong Cốc tu sĩ gần nhất, chính là Thường Viễn Tử. Hắn túm câu cổ quái thể văn ngôn, sau đó bay lên một cước, quét ngang tại Huyền Phong Cốc tu sĩ phần eo. Chỉ cần trong nháy mắt đem cái này Huyền Phong Cốc tu sĩ chém giết, giữa bầu trời kia thiên kiếp còn không thành hình, liền sẽ tán đi. Chỉ là một cái nhị phẩm tu sĩ, Thường Viễn Tử tiện tay liền có thể dây mất. Huyền Phong Cốc tu sĩ không có chống cự, ngăn cản căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đối phương là ngũ phẩm linh hoàng, hơn nữa còn là đỉnh phong cái chủng loại kia, công kích của đối phương hắn ngăn không được. Nhưng là, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Răng rắc, Thường Viễn Tử một cước này, trực tiếp đem Huyền Phong Cốc tu sĩ chặn ngang đá cho hai đoạn. Nhưng là bị chém ngang lưng Huyền Phong Cốc tu sĩ trong vết thương, không có máu tươi. Chỉ có một ít cùng loại dầu bôi trơn chất lỏng chảy ra.
Ha ha ha, Huyền Phong cốc tu sĩ cười thảm nói, trong mắt lại lộ ra giải thoát thần sắc. Tống Thư Hàng nhìn thấy đối phương vết thương, trong nháy mắt hiểu được, gia hỏa này là một cái bị toàn thân khôi lỗi hóa gia hỏa. Đồng thời, hắn lập tức minh bạch là gia hỏa này là ai phái tới, chính là cái kia hắn ở trong cấm địa gặp gỡ chơi khôi lỗi gia hỏa. Tên kia có được đem nhân khôi lỗi hóa kỹ thuật, còn có một loại đem tu sĩ biến thành người ra khôi lỗi kỹ thuật. Mà lại, đối phương còn có được vô số khôi lỗi thân, giết một cái lại tung ra một cái, chết không dứt, giết không bao giờ hết, là cái làm người nhức đầu ra hỏa. Đem hắn vỡ nát, nếu không khôi lỗi hóa hắn sẽ không chết, hắn không chết, thiên kiếp liền sẽ tiếp tục thành hình. Đông Phương Lục tiên tử nói, đồng thời nàng nhanh chóng oanh ra một cái pháp thuật. Sau một khắc, Thất Sinh Phù phủ chủ, Tống Thư Hàng, Bỉ Ngạn Ma Quân, Thiên Nhai Tử Dài Đạo đồng loạt ra tay, tấn công về phía cái kia Huyền Phong cốc tu sĩ thân thể. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Huyền Phong cốc tu sĩ thiên kiếp triệt để thành hình. Cái này một cái thiên kiếp xuất hiện, Tống Thư Hàng nam nhân mã thượng cảm ứng được tự thân nhận dẫn dắt, tự thân thiên kiếp thật nhanh thành hình. Trên bầu trời lại có năm mảnh kiếp vân hiển hiện, nối thành một mảnh. Phải chết, chết chắc, lão tẩu lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật sự muốn cùng Thất Sinh Phù đồng quy vô tận. Chương 1020, Huyền Thánh cấp đãi ngộ. Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ, Thiên Nhai Tử, Bỉ Ngạn Ma Quân, Đông Phương Lục tiên tử năm người ra tay toàn lực, Huyền Phong cốc tu sĩ nửa người trên cùng nửa người dưới tại chỗ bị triệt để đánh nát. Nhưng là, liền xem như toàn thân cao thấp đều bị đánh nát, trên bầu trời, thiên kiếp, lại vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục ngưng tụ. Thiên kiếp không có tiêu tán, Đông Phương Lục tiên tử ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thiên Nhai Tử, gia hỏa này còn chưa chết, thảo. Gia hỏa này, đến cùng bị cải tạo thành thứ gì, toàn thân trên dưới bị đánh thành phấn vụn, lại còn không có triệt để chết mất. Hạch tâm của nó vẫn còn, nhất định còn giấu ở phụ cận một chỗ. Gia hỏa này tại lúc tiến vào, liền không có mang khôi lỗi hạch tâm. Cho nên, khôi lỗi hóa thân thể bị kích thành phấn vụn, đều không có chân chính chết mất. Hắn đã còn chưa có chết, cái thiên kiếp này liền sẽ không biến mất. Thất Sinh Phù phủ chủ sắc mặt khó nhìn lên. Gia hỏa này chỉ có nhị phẩm thực lực liền dám tới cửa mạnh dẫn thiên kiếp, quả nhiên đến có chuẩn bị. Cái kia khôi lỗi hạch tâm hẳn là liền giấu ở phụ cận, cho nên thiên kiếp mới lại ở chỗ này thành hình. Nếu như cho chư vị ở đây một điểm thời gian, tìm ra khôi lỗi hạch tâm cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Trên đỉnh đầu thiên kiếp có thể không chờ người. Huyền Phong cốc khôi lỗi dẫn hạ thiên kiếp, cuối cùng vẫn là dẫn dắt Tống Thư Hàng năm người tự thân thiên kiếp. Năm trên thân người chân khí, linh lực không tự chủ được sôi trào lên, điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt liền dẫn hạ thuộc về riêng phần mình lôi kiếp. Hết thảy tiến triển quá nhanh, trong nháy mắt, năm người liền cảm ứng tự thân đã bị thiên kiếp khóa chặt. Cẩu đại tiện, mau đem lão nhân này xử lý, giảm bớt thiên kiếp cường độ. Lúc này, Thiên Nhai Tử tiếp cận cái kia, lão tẩu. Hắn biết cái này, lão tẩu cũng không phải người của mình, trước đó cái này lão tẩu nói qua muốn dẫn hạ thiên kiếp cùng đám người đồng quy vô tận, cũng là kẻ gây họa. Hiện tại, đối mặt 5 cộng 1 hình thiên kiếp, đem cái này lão tẩu xử lý liền có thể biến thành 4 cộng 1 thiên kiếp, uy lực có thể giảm ít một chút. Lão nhân này cùng các ngươi không phải cùng một bọn, làm, các ngươi vì cái gì không sớm một chút non chết hắn. Mấy người các ngươi thật sự là chán sống. Bỉ Ngạn Ma Quân cắn răng nói, hiện tại trễ, 5 cộng 1 thiên kiếp đã thành hình, hiện tại giết chết lão nhân này, cũng vô ích. Giữ lại mệnh của hắn, để hắn đi chống đỡ một bộ phận thiên kiếp, giảm bớt các ngươi gánh. Ầm ầm trong chớp mắt, trên bầu trời, Tống Thư Hàng 5 người thiên kiếp thành hình. Giang Nam Đại học thành đỉnh đầu cả mảnh trời không, đều bị thiên kiếp lôi quang che đậy. Mắt thường nhìn lại bầu trời, toàn bộ là lôi điện. Ông trời của ta, cái thiên kiếp này phạm vi làm sao lớn như vậy? Thiên Nhai Tử đạo trưởng trừng to mắt, cái thiên kiếp này phạm vi không tu chân. Các vị tiền bối, không nên phản kháng, phối hợp ta. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ, Thiên Nhai Tử, Thường Viễn Tử 4 người thân ảnh, đột nhiên tan biến tại nguyên địa. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Cái này một đợt thiên kiếp quá mức kinh khủng, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một keo, nhìn xem hạch tâm thế giới có thể hay không cách trở thiên kiếp chi lực. Nếu như có thể, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thể lời nói, mọi người liền chờ chết đi. Ầm ầm, Giang Nam Đại học thành trên không,
từng đạo lôi quang xẹt qua chân trời, lôi rắn cuồng vũ. Tiếng sấm to lớn lăng không nổ vang. Đợt thứ nhất tiếng sấm nổ vang lúc, là cái kia Huyền Phong cốc khôi lỗi hóa tu sĩ dẫn hạ thiên kiếp. Thời gian chính là tại lúc rạng sáng. Nguyên bản đang ngủ say đám người, bị đột nhiên nổ vang lôi minh giật nảy mình. Mẹ trứng, dự báo thời tiết là đớp cướp đó a. Không phải đã nói gần nhất một tuần đều là sáng sủa thời tiết sao? Hiện tại làm sao đột nhiên muốn hạ mưa rào có sấm chớp rồi? Rất nhiều bị lôi minh nổ tỉnh đám người buồn bực nói. Mà lại, cái này tiếng sấm cũng quá dày đặc, hãy cùng pháo ở bên tai phóng thích đồng dạng, ầm ầm tiếng từ đầu tới đuôi đều không có lắng lại qua. Còn có rất nhiều người chú ý tới trên bầu trời mảnh này lôi điện quỷ dị, mảnh này lôi điện tựa hồ tụ tập tại một cái nào đó khu vực nhỏ, lôi điện số lượng có chút quỷ dị, cực kỳ tráng quan. Mà lại, đám lôi vân này tựa hồ rất thấp dáng vẻ, luôn cảm giác bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ bổ rơi xuống đất. Thậm chí, có người tại chăm chú nhìn đám lôi vân này lúc, trong lòng vậy mà sinh ra một loại bản năng ý sợ hãi. Coi là thật tà môn gấp. Trên thế giới này, còn có so đám lôi vân này càng sâu lôi vân sao? Có người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch, thế giới này hoàn toàn chính xác còn có càng sâu lôi vân. Chỉ thấy trong hư không, lại có 5 mảnh lớn nhỏ khác nhau lôi vân, lúc trước cái kia phiến lôi vân phụ cận ngưng tụ, 6 mảnh lớn nhỏ khác biệt lôi vân, ngưng tụ thành một mảnh cự hình lôi vân. Thời gian chính là Tống Thư Hàng 5 người lôi vân bị khiên động thời điểm. Ta ấy! Trên bầu trời 6 mảnh lôi đi hợp thể, lôi điện phạm vi bao phủ càng to lớn hơn. Chớp mắt phía sau mọi người phát hiện toàn bộ đỉnh đầu bầu trời đều bị lôi vân tràn ngập. Toàn bộ bầu trời đều tại phóng điện, đây là tận thế sao? Có tâm lý yếu ớt người kém chút sợ tè ra quần. Càng nhiều người liều cầm lấy điện thoại cầm tay ra, camera loại hình đồ vật, ý đồ đem bầu trời đầy trời lôi điện quay chụp xuống tới. Nhưng là ngay tại mọi người chuẩn bị quay chụp cái này đầy trời lôi điện lúc, đột nhiên tất cả lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện, lôi minh trong nháy mắt lắng lại, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ngọa thảo, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Giang Nam Đại học thành phụ cận mọi người, một mặt mộng bức. Một đêm này, nhất định có rất nhiều người đem một đêm không ngủ. Trên bầu trời thiên kiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vì Tống Thư Hàng trước tiên khởi động, hạch tâm thế giới, công năng, đem ở đây muốn độ kiếp cái khác 3 vị bạn phương tiền bối kéo vào trong đó. Nếu như hạch tâm thế giới có thể tránh đi thiên kiếp cái kia đầy trời lôi kiếp, liền giữ lại cho cái kia, khôi lỗi hóa, Huyền Phong cốc tu sĩ cùng cái kia lão tẩu đi gánh chịu đi. Tống Thư Hàng cũng không phải kẻ ba phải, nhạt giọng nói mệnh cứu mình địch nhân mau bệnh. Nhưng là, hạch tâm thế giới khởi động phía sau Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ, thiên nhai tử đạo trưởng, thường viễn tử 4 người nhưng không có thuận lợi tiến vào hạch tâm thế giới. Mà là bị chuyển rời đến một cái hắc ám không gian. Đây là một cái không có trên dưới trái phải phân chia không gian, có chút giống là vũ trụ thế giới, bất quá không có ngôi sao cùng thiên thạch. Có, chỉ là vô biên vô tận lôi điện. Bọn hắn bị cướp lôi bao quanh bao khỏa, trên dưới trái phải trước sau, toàn bộ là kiếp lôi đang nhấp nháy. Ngoại trừ Thư Hàng 5 người bên ngoài, còn có một cái vỡ vụn khôi lỗi hạch tâm, đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Mặt khác, cái kia lão tên lão tẩu cũng một mặt mê mang xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Ngọa thảo, chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Tống Thư Hàng trừng to mắt bọn hắn không phải hẳn là bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới sao? Chẳng lẽ là nửa đường bị người cướp hồ rồi? Mà lại, vô danh lão tẩu cùng khôi lỗi hạch tâm vậy mà cũng tại. Ta cũng không biết, có phải hay không là vừa rồi có đường qua cửu phẩm kiếp tiên, đem chúng ta rời đi vị trí. Thiên nhai tử đạo trưởng cau mày hỏi. Không phải kiếp tiên xuất thủ không gian ba động không phải như thế. Thường viễn tử nói, mà lại, nếu như là kiếp tiên xuất thủ, hẳn là muốn đem chúng ta đánh tan truyền tống đến các nơi trên thế giới mới là. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thấy không ổn, hắn đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, lần nữa thôi động hạch tâm thế giới lực lượng. Hắn cùng hạch tâm thế giới ở giữa liên hệ vẫn còn ở đó. Hạch tâm thế giới cùng hắn đã trở thành một thể, hiện tại đã không có người có thể đem Tống Thư Hàng cùng hạch tâm thế giới tách rời. Nhưng là, lúc này, hạch tâm thế giới, cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ, tựa hồ biến có thiên sơn vạn thủy, như vậy xa xôi. Nguyên bản một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể tiến vào hạch tâm thế giới, nhưng bây giờ,
Tống Thư Hàng cảm giác hạch tâm thế giới muốn đem hắn cùng đám người đưa vào trong đó, cần phải bỏ ra dài đằng đẵng thời gian. Nói tóm lại, chính là trong nháy mắt về thành biến thành lốt hồi thành. Ngay, lần này thật sự dược hoàn. Vô danh lão tẩu, phải chết, phải chết. Loại này độc lập không gian ta tựa hồ nghe qua một cái truyền thuyết. Thất sinh phù phủ chủ nhíu mày nói, nghe nói, thất phẩm tôn giả tại độ kiếp tấn thăng bát phẩm huyền thánh lúc, bởi vì phải độ thiên kiếp uy lực, quá mức đáng sợ cùng cường đại, có được hủy thiên diệt địa uy năng, cho nên bát phẩm huyền thánh tại độ kiếp thời điểm, sẽ bị kéo vào đến một cái gọi thiên kiếp thế giới, địa phương, tiến hành độ kiếp. Mà một khi độ kiếp thành công, từ không gian độc lập bên trong đi ra trong nháy mắt, khắp thiên hạ người tu luyện trong lòng đều hội có cảm ứng, biết một vị bát phẩm huyền thánh đản sinh tại thế. Đây chính là bát phẩm cảnh giới nhân tiền hiển thánh nguyên do một trong. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn độ thiên kiếp uy lực, đã thẳng bức 7 tấn 8 uy lực. Thường Viễn Tử khổ khuôn mặt nói. 7 tấn 8, muốn hay không khoa trương như vậy a? Ở đây độ kiếp 5 cộng 1 người bên trong, một cái 2 tấn 3, hai cái tam phẩm tấn tứ phẩm, một cái 4 tấn 5, hai cái ngũ phẩm tấn lục phẩm. Mạnh nhất cũng chính là hai cái ngũ phẩm linh hoàng đỉnh phong, 6 cái thiên kiếp xung hợp lại cùng nhau. Ấn lý thuyết có tối đa nhất cái gấp 20 lần phổ thông, ngũ phẩm tấn lục phẩm, lôi kiếp uy lực chính là căn hạn. Nhưng bây giờ, trực tiếp biến thành tấn thăng bát phẩm huyền thánh lôi kiếp là mấy cái ý tứ a? Mọi người ở đây đều chết chắc, nói là chư vị ở đây, cái này lôi kiếp, đến cái thất phẩm tôn giả cũng dược hoàn. Phải chết, phải chết, vô danh lão tẩu một mặt ngốc trệ, không ngừng thì thào. Nhân tiền hiển thánh à? Tối duyệt cư sĩ tiền bối có thể sẽ rất ưa thích cái này, thiên kiếp thế giới, đi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ầm ầm bốn phương tám hướng lôi quang càng ngày càng sáng tỏ, tại năm người cộng một cái khôi lỗi hạch tâm chung quanh hóa thành ra một mảnh lôi hải. Chân chính lôi hải, một chút nhìn không thấy bờ cái chủng loại kia. Làm sao bây giờ, thiên nhai tử nuốt ngụm nước miếng, cái này mênh mông lôi hải, tràn ngập hủy thiên diệt địa thiên kiếp chi lực. Tại đối mặt cái này lôi hải lúc. Thiên nhai tử chỉ cảm thấy tự thân là bực nào nhỏ bé. Còn có thể làm sao, chuẩn bị kỹ càng độ kiếp đi. Có bản lãnh gì liền sử xuất đến, có thủ đoạn gì đừng cất giấu, lại không đánh tới lời nói, liền giữ lại mang theo đi xuống đi. Thất sinh phù phủ chủ trầm giọng nói. Chính nên như vậy, Thường Viễn Tử hai mắt sáng tỏ, hắn không có chút nào ý sợ hãi, nhìn qua cái kia bát ngát lôi hải, ngược lại trong lòng sinh ra một loại phóng khoáng tâm tình. Hắn rất muốn ngâm một câu thơ. Để diễn tả mình phóng khoáng tâm tình đáng tiếc gần nhất hắn không có mua phóng khoáng loại thơ, muốn ngâm thơ cũng ngâm không ra. Lần này nếu như có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải đi nho ra mua một dương phóng khoáng loại thơ, muốn mua lại tất cả bản quyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.